Cái chuyện mà chúng ta sống như thế nào để mỗi ngày chúng ta làm cho người xung quanh mình giảm tham, giảm sân, giảm si là mình là người thuyết pháp. Mình sống làm sao mà ta gặp mình ta nổi sân, ta gặp mình ta nổi bực, thì cái đó chưa phải là người nói pháp trong thế gian. Cho nên mình làm sao mà mỗi ngày cuộc đời mình á tối như đêm 30. Thường thường mình lại than vậy đó, cuộc đời tôi nó tối như đêm 30 vậy đó. Nhưng mà nếu mình biết mình là người tối trong 30 rồi á, thì mình phải phát cái nguyện để mình ra khỏi cái bóng tối đó. Và có một bài kinh khác, Đức Phật nói người trong thế gian là người từ tối đi ra sáng. Nghĩa là mình đã là cái người sống khổ đau, phiền não, thì mình phải bước từ cái cõi tối đó mà ra cái chỗ sáng. Có nhiều khi mình sống ngoài đời mình tối hù à, rồi mình đi vô chùa mình kiếm chút ánh sáng, nhưng mà mình làm hồi sao mình tối hơn nữa. Tại sao? Tại vì mình sống rồi mình cứ phiền não, mình lẫn quẩn với ba thứ độc. Nói ba thứ độc là nói gọn đó, chứ còn độc mà chúng ta đang trúng là tới 10 thứ lận. Mà căn bản nhất là 6 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tại vì cái kiến là cái thấy, mà cái thấy của chúng ta là nó thường sai lầm, thấy lệch lạc, thấy sai lầm, thấy cố chấp. Cho nên cái thấy đó nó chia làm 5. Bây giờ nói gọn là tham, sân, si, mạn, nghi là 5 thứ. Mạn là gì? Là kiêu mạn, là ngạo mạn. Ví dụ như người ta cao hơn mình đè người ta xuống bằng, mà ta bằng mình đẩy người ta xuống thấp. Cho nên nó có 2 thứ mạn, phải không? Còn có một cái loại mạn quá mạn. Mạn quá mạn là gì? Mình chẳng là gì nhưng mình cứ lôi mình lên thôi, mình kéo mình lên. Thì nó hay. Rồi có cái nhiều khi mình sống mình tự ti, cái đó gọi là ti liệt mạng. Ti liệt mạng là gì? Là mình tự mình thôi, phận tôi nghèo lắm, tôi không dám chơi với người đó đâu. Mình cứ tối ngày mình sống bằng cái tâm niệm đó, mình cũng không tới được với ai hết. Có nhiều người người ta chơi với mình, ta đâu có chuyện đó đâu. Mà tự mình có một cái thứ gọi là ti liệt mạng, tức là mình tự mình tự ti mặc cảm. Mình làm cho mình, chữ liệt này là giống như mình đi xuống cái chỗ dở, chứ không phải là liệt là bại mà không đi nổi. Ti liệt là tự ti, rồi mình làm cho mình đi xuống. Cũng giống như mình nói thôi, tôi không có dám tu hành thành Phật gì đâu, tôi về cực lạc lao cái hồ sen Phật tôi mừng rồi. Phật không cho mình nói vậy. Phật nói là tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Tức là Phật nhắc nhở mình, Phật làm được, mình làm được. Phật là cái người mà từ tối đi ra sáng, thì mình cũng bắt chước Phật từ tối đi ra sáng. Còn nếu không thì mình ngược lại là mình từ sáng đi vào tối. Cho nên Ngạ Nan mới nói, thế người mà người gọi là thuyết pháp trong thế gian là người mỗi ngày sống như thế nào để làm cho người khác gần gũi mình, học được, sống được vui, giảm tham. Ở đây mình không có dám nói hết nha, nói hết là nói hơi lớn lắm. Mình nói nhiều khi mình nghe chưa, mình nói thôi sao hết nổi, thôi nói gọn gọn, nói gần gần thôi, giảm thôi. Thôi giảm là mừng rồi đó. Mà quý vị thấy mà một trong một ngôi chùa mà đệ tử Phật tử mà giảm 3 cái cục đó thôi là cái chùa đó nó thịnh nè, chùa đó nó hưng nè. Tại sao? Tại vì người mỗi người chúng ta sống mà biết nhường nhịn chút. Cái người kia nóng thì mình im lặng, đợi bữa nào mình người đó nguội là mình nói cho người đó nghe. Thì mình cứ tâm niệm mình là gì? Mỗi người đi đến đây là ai cũng muốn đi đến cái chỗ trong sáng. Thì bây giờ người đó đang tối, mình chọc cho người đó giận hơn là mình với người đó nhảy vô cái chỗ tối. Cho nên mình làm khổ nhau. Cho nên vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy. Mình thấy cái người đó sống như vậy thì mình phải làm sao mình đem cái người đó ra khỏi cái bóng tối đó. Tức là mình là cái người phát cái tâm, lập cái hạnh,
Quý vị nhớ, cái cách sống tu của mình là phát cái tâm, lập cái hạnh. Bởi vì tâm mà không phát thì hạnh nó không lập. Không, và ví dụ như cái người họ thấy chùa cuối tuần ít người quá, phát tâm tới, thì khi mà họ phát tâm tới, họ lập cái hạnh là lăng xả vô phụ. Thấy cái nhà hàng xóm của mình đó, hai vợ chồng già tội nghiệp lắm, mùa đông ở hai ông bà cầm hai cái xẻng ra xúc tuyết, mình ở bên này con cái mình, gia đình mình còn khỏe, phát cái tâm lập cái hạnh là qua xúc tuyết giùm cho nhà hàng xóm. Ở đây người Mỹ hay sống vậy đó, họ thấy mà mình mà không ai xúc tuyết cắt cỏ, nhiều khi họ qua họ giúp mình nữa. Nhưng mà ngược lại mình có được cái tâm đó không, mà mình phải bắt chước người ta. Cho nên thấy cái gì sai là phát cái tâm lập cái hạnh. Mà cái cách đó là cái cách của người Phật tử, cái người sống trong đời của chúng ta. Cho nên ngài anh em mới nói á, cái người mà gọi là cái người thuyết pháp trong thế gian là giúp cho người kia giảm tham, giảm sân, giảm si. Cái người mà thiện hướng là gì? Chữ thiện là khéo, là lành, là tốt, là cái người đó đang hướng về cái con đường giảm tham, giảm sân, giảm si. Giờ sáng hôm nay này, ngày Chủ nhật này, là mình thiện hướng chứ gì nữa. À, mỗi người ở góc, mỗi người ở nơi, nhưng mà nghe hôm nay chùa có buổi pháp thoại, cho nên mình sắp xếp thời gian của mình để mình đi về đây là thiện, thiện hướng. Hàng tuần á, mỗi ngày á, làm gì làm mình cũng sắp xếp được 15-20 phút tụng kinh là mình thiện hướng. Cho nên bây giờ á, thí dụ như mình nói á, tôi không có thời gian, mình phải lập một cái chương trình, tức là mỗi ngày mỗi tối giờ đó là mình tụng kinh. Còn cái chuyện mà lâu lâu mình bận rộn, thời gian của mình không có, mình thay đổi chương trình thì chuyện đó khác. Nhưng mà đa phần vào những ngày khác là mình có thể đi vào chương trình đó mỗi tối đúng giờ, thì cái giờ đó là giờ thiện hướng. Ví dụ như bạn bè ta phone ta, ta nói chị đi chơi không, à, tôi rủ chị đi chơi, nó thôi tới giờ tôi tụng kinh. Còn nếu mình thấy cái người đó mình nói chưa được mấy chuyện đó, và tôi bận, có nhiều khi mình nói cho nó cha tu dữ ha, thôi khi nào lên trển nhớ kéo tôi nghe. Có nhiều khi mình nói mình tu mà người ta chưa có tới cái chỗ đó, người ta hay nói một câu móc lò vậy. Cho mình phải biết cái người nào mình nói được chuyện đó, người nào mình không nói. Mình không nói không phải là mình khinh thường người ta, nhưng mình không muốn người ta nói những cái lời nói mà từ cái lỗi họ, từ cái tâm họ phát. Cho nên nhiều khi cái cách sống của mình, mình biết cái người đó người ta chưa có thuận cái đó, mình đừng có nói để người ta phải tạo cái nghiệp, cái lỗi ở cái chỗ mà tự nhiên đang vui vẻ cái móc một câu, để móc một câu cái này tự nhiên mình biết họ hay vậy thôi, đừng nói chuyện. Cũng giống như có nhiều người hay ngạo với người ăn chay, thì mình đừng có nói. Rồi mình nói cho người ta nói cha tu dữ ha, cái lần tự nhiên người ta có cái lỗi ở cái chỗ là người ta hay móc mình, biết mình. Cho nên người sống là mình phải thiện hướng, tức là mình hướng về người đó, mình hướng về người đó, mình biết người đó làm sao để mình đừng có để cho họ tiếp tục cái đó. Mình thiện hướng rồi, nhưng mà mình thiện hướng là mình hướng cái thiện, mình khéo hướng cái thiện, nhưng mình cũng phải khéo hướng về tùy mỗi người. Cũng giống như trong một cái đạo tràng cũng vậy, mỗi người mỗi tánh. Và chúng ta phải làm sao để đừng, mình phải hướng về người đó, mình nói cái gì để người đó bớt khỏi cái thân sân si. Cũng giống như mình đã có con ở trong nhà, năm đứa con là mình biết năm tánh, thì mình bước cái tánh đứa nào nó như thế nào, đừng có nói cái điều đó, mình đừng có làm cái điều đó. Mà mình nói mình làm điều đó, cái nó nổi sân nó lên, nó nổi quạo nó lên, thì mình tức là mình trong cái vô tình mình đã tiếp tục tăng trưởng cái bất thiện trong lòng đó. Đó là cái sân si. Cho nên thiện hướng nó có hai cách, mình hướng về cái thiện, nhưng mà mình cũng hướng về người để giúp người ta thiện. Có nhiều người người ta không quen ăn chay, nhiều giờ mình hướng người ta, mình
tu đi, không tu tu mau kẻo trễ mai mốt rồi. Cái người ta chưa có vậy, mình nói giống như mình, người ta không có cảm nhận được cái đó. Mình khéo, chị ăn món này nè, anh ăn món này nè, ăn thịt nhiều quá không tốt. Mình đâu cần chi phải nói là chai làng chi, mình nói sao mà người ta ăn mà người ta thoải mái, người ta không bị. Có nhiều người á, người ta cũng muốn tu lắm mà ta còn mắc cỡ, người ta chưa có sẵn lòng nghe mấy cái từ đó. Cũng giống như có nhiều người ta đi chùa, người ta chưa quen mặc áo tràng, cũng không bắt buộc người ta mặc áo tràng, tại người ta chưa quen đi chùa mà mặc áo tràng. Rồi tự nhiên mai mốt ta ở nhà luôn. Giờ mình muốn ta đi chùa hay muốn ta bảo tràng thành thử ra mình phải khéo hướng cái chỗ đó. Cho nên Ngạ Nan mới nói cái người thiện hướng là cái người biết hướng thiện. Mà mình bản thân mình hướng thiện đã đành rồi, mà mình hướng về người khác để mình làm sao mình cải thiện họ một cách linh động nhẹ nhàng mà không có bị những cái hình thức gò bó. Ví dụ như trong cuộc sống á, cái người kia họ chưa sẵn sàng họ vô chùa, nhưng họ chịu chở mình tới chùa là mừng không? Mừng rồi, tức là họ bắt đầu hướng, chịu hướng về đây rồi. Có điều họ chưa vô. Vì cái quan trọng là mình thấy là mình tu thành công rồi đó. Nghĩa là mình có một chút thành công là hồi xưa không chở mà còn càng nhằn. Bữa nay mình tu sao mà họ chịu chở mà chưa chịu vô. Nhưng mà được cái chịu chờ. Cái người mà chịu chờ nhiều khi họ có sức nhẫn nại hơn mình rồi đó. Họ ngồi ở ngoài đó, họ chấp nhận, họ chờ mình một giờ đồng hồ là mình thấy họ có sức nhẫn. Mình phải nên nhận diện những cái đó. Mình đã nên nhận diện được những cái đó để mình biết rằng người này có thiện tâm, người này có thiện chí và người này có thể cải thiện. Nhưng mà có điều là đôi khi họ còn mắc cỡ, họ còn từ từ. Khi nào mà đúng duyên nó tự cái trái nó chín. Còn cái trái mà nó sắp chín mà mình gấp ăn, mình chọt nó rụng á, đôi khi đôi khi mình hơi mắc công phải vú nó một chút. Mà cái trái gì mà mình phải vú nó đó, thì nó không có ngon bằng cái trái nó chín cay. Cho nên Ngạ Nan nói cái chỗ đó đó. Ngạ Nan nói cái chỗ là tự mình thuyết pháp, gọi là thuyết pháp trong thế gian. Người hướng thiện trong thế gian, tức là người đang dần cái chỗ đó. Thì chúng ta cũng thế. Chúng ta là cái người sống mà từ cái chỗ mùng 1, 30 á, 30 mùng 1, rồi mình dần dần lên tới 14 rằm 16, tức là mình từ cái chỗ tối mình dần tới cái chỗ sáng. Còn nếu mình tu ngược lại, tu dở đó, mình đang sáng rực vậy đó, cái tu sao từ từ mà lu dần. Giống như hồi đầu mình ngồi hàng A, tu tụng kinh giỏi lắm, rồi lu hàng 2, hàng 3, cái từ từ ra cổng luôn, không thấy mình rồi. Đó là mình tu ngược. Cho nên đó, cái ánh trăng ở trong nhà đạo đó, và Đức Phật nói trong kinh đó, rất là nhiều những cái bài kinh nói về trăng. Thì có một cái bài kinh ngắn Đức Phật nói gọn thôi. Đức Phật nói người tu của chúng ta phải làm sao như là cái ánh trăng từ tối mà đi dần đến sáng. Đó là mình đang hành cái pháp thiện. Thì khi nói tới cái điều này thì Pháp Hòa mới nhớ tới cái lời của Ngài A Nan nói cho một vị trưởng giả. Rồi ông trưởng giả này mới hỏi là thưa tôn giả, làm sao để mình biết được trên thế gian này có những người đang thuyết pháp, có những người đang hướng thiện? Thì Đức Ngạ Nan mới nói rằng người thuyết pháp là người sống. Đúng ra Ngạ Nan mới nói là cái người nói làm sao để cho người ta giảm tham sân si, đó là thuyết pháp rồi. Cho nên hằng ngày cái cách sống của mình, cái cách nói của mình, cái cách hành xử của mình là giúp cho cái người đó họ giảm cái đó. Mà giảm cái đó là mình đang thuyết pháp. Và đồng thời mình hướng thiện, nghĩa là mỗi ngày tâm mình phải khéo hướng. Cái nào nó dở đừng có hướng. Ví dụ mình chưa đủ nội công, giống như mình không khỏe trong người đừng ra gió. Ở ngoài đời mấy đứa nhỏ sau này Việt Nam hay nói vậy đó, yếu mà đặt ra gió. Nghĩa là mình là cái người không khỏe thì đâu có dám ăn dưa leo, đâu dám ăn dưa hấu, đâu dám tắm nước lạnh,
đâu dám ra ngoài gió, đâu dám dầm mưa, bởi vì cơ thể mình yếu. Mà mình yếu một cái là mình ra mình gặp mấy cái đó là mình trúng liền. Mà cái khổ một cái á, một lần mình bệnh là cả tháng trời. Có nhiều khi ho kéo dài 3 tháng, có nhiều khi cảm kéo dài mấy tuần. Thành thử ra mình phải khéo hướng cái chỗ đó. Rồi kế đến là Ngài dạy cái gì? Ngài đang dạy chúng ta là chúng ta phải là cái người gọi là thiện đáo. Thiện đáo là sao? Thiện đáo là người đã đến. Người đã đến cái gì? Người đó thật sự có cái bình lặng với những cảnh duyên trong đời. Có nhiều khi á, hồi mình chưa có biết tu tập, cái người mình nó nóng nảy lắm, mình rất là dễ phản ứng khi bất cứ cái gì nó đến với mình. Đó là tại sao? Tại vì cái tâm mình thiếu sự bình tĩnh. Vì mình thiếu bình tĩnh cho nên mình thấy cái gì nó cũng quan trọng quá, và thấy quan trọng quá vấn đề cho nên mình mới làm rầm lên. Chứ thiệt sự ra cuộc đời này mà chỉ cần chúng ta tập bình thường thôi, nhìn tất cả mọi sự việc ở đời bình thường thôi. Ví dụ như hôm nào mình ta khen cái mình vui. Mình vui nghĩa là mình bất thường rồi. Lẽ ra nãy giờ mình đang bình thường à, cái ai lại khen mình cái mình vui hơn bình thường. Mà khi mình vui hơn bình thường thì sẽ có ngày ai chê thì mình cũng sẽ bất bình thường. Lẽ ra mình bình thường, cho nên bây giờ người ta khen hay người ta chê là cái tâm mình nó bình thường. Ở đây không phải là lý thuyết, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta tập. Ví dụ như đứa nhỏ nó đi ngang, nó làm rớt cái dĩa, mà hễ mà mình mà nóng tánh đó, là mình la nó liền. Mình mắng nó, ẩu tả, mày đuôi hả, thế này thế kia. Nhưng mà thật sự nó đâu có muốn như mày đâu. Mà nếu mà cái chuyện đó mình vừa khởi lên, nó vừa nhú lên cái chỗ đó, cái mình dừng nó lại kịp, thì ngay cái chỗ đó là mình thiền. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng mình tập ngồi tĩnh lặng. Thì cái ngồi đó không phải để mình thành Phật, mà cái ngồi đó đó để mình trở về với cái tâm lặng lẽ trong sáng của mình, mà chư tổ thường gọi là tâm của ánh trăng. Lẽ ra thưa đại chúng, mặt trăng có bao giờ lặng hay là xuống gì giống như theo mình nghĩ không? Không, trăng vẫn sáng. Nhưng mà tại sao mình không thấy trăng? Vì mây nó che, vì cái chu kỳ nó đi cho nên nó che khuất ánh trăng. Chứ thật sự ánh trăng không có bao giờ mờ sáng như cái kiểu nghĩ của mình. Cũng như mặt trời không có bao giờ mờ sáng như là chúng ta nghĩ. Chẳng qua theo cái chu kỳ đến cái chỗ nó khuất cái ánh sáng cái mình cho là tối. Nhưng mà hễ mà nó tối cái chỗ của mình mà nó lại sáng ở chỗ kia. Giống như mình ở đây ban đêm thì Việt Nam ban ngày, mình ở đây ban ngày thì Việt Nam ban đêm. Không phải mặt trăng nó lên nó tắt nó sáng gì đâu, phải không? Mặt trời mặt trăng vẫn sáng, nhưng mà chẳng qua là hễ cái gì che khuất cái chỗ đó thì mình không thấy ánh sáng. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Con người của chúng ta vốn dĩ sống rất bình an, nhưng mà sở dĩ chúng ta không bình an được là tại vì chúng ta luôn luôn sống bởi những cái nó xung quanh mình, nó làm cho mình bất an. Phải không? Ví dụ như mình ăn cơm bình thường nè, ngày nào mình cũng cơm nè, rau xào 3 món vậy đó. Nhưng mà hễ mà bữa nào mình có thêm món là bữa đó như thịnh soạn nữa gì, 3 món, 4 món, 5 món. Nhưng mà thường thường mình ăn mấy cái món mà nhiều thức ăn đó là thường hay là lâu lâu? Lâu lâu thôi. Cho nên mình nhớ là những cái gì nó không bình thường thì cái đó nó lâu lâu nó đến, đừng có dính nó. Cho nên á, thật ra chúng ta vẫn trong sáng, nhưng mà sở dĩ chúng ta không trong sáng được là tại vì có những cái nghiệp nó che. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư, ngài mới nói, vì thiền sư mới nói là ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời,
ngàn trăng ngàn nước. Tại vì sao? Tại vì hễ mở dưới này á, mình có một cái ngàn cái hồ nước, nhưng mà ở trên kia có một mặt trăng. Nhưng một mặt trăng nó chiếu xuống thì dưới này mình thấy gì? Ngàn mặt trăng ở dưới mặt hồ. Tại sao? Tại vì mặt trăng dưới này nó lặng, nó yên tĩnh. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm mình được ví như một mặt hồ, hay là mình, cái tâm mình cũng như là một ánh trăng. Hễ mà trăng sáng thì chỗ nào mình cũng soi được hết. Mấy dặm không mây, đó là tượng trưng cho cái nghiệp của mình. Lẽ ra mình như là thanh thiên bạch nhật vậy đó. Nhưng mà sở dĩ mà lâu lâu không thấy gì hết là tại mây nó che. Cho nên mấy dặm không mây, mấy dặm trời, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt. Chữ đàm là hồ, nghĩa là nếu mình có 1000 hồ mà có 1000 cái hồ mà có nước thì chắc chắn sẽ có 1000 ánh trăng soi rọi. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thánh. Nếu mà ngàn dặm không mây thì mình thấy ngàn dặm trời trong mây sáng. Và sở dĩ chúng ta không thấy được là tại vì mây nó che. Như vậy thì cái mây là cái nghiệp, mà cái nghiệp này nó cố định không? Nó là mây mà, phải không? Nó có thể thay đổi. Chỉ cần mây nó vẹt qua cái thì mình thấy mặt trời, mình thấy trời trong, giống như hôm nay vậy đó. Sở dĩ hôm nay mình thấy trời xanh, nắng đẹp là tại vì không có mây. Thì mình cũng vậy nè. Bình thường mình bình an, mình vui, lâu lâu có chuyện đột xuất nó tới nó làm mình giận. Vì thì cái giận đó, nó là mây. Nhưng mà cái giận đó, nó có ở với mình mãi mãi không? Trời ơi, người ta xin lỗi một câu cái hề hề cười lại. Hay thậm chí người ta tới người ta cho chén chè, miếng bánh gì cái vui lại. Cho nên mình thấy rõ ràng cái giận của mình đó, nó chỉ là cái lâu lâu nó đến. Còn cái tâm mình là vẫn trong sáng. Trên cái tu của mình là ở cái chỗ chúng ta nhận biết tâm mình là ánh trăng. Đừng có lấy cái giận làm cái của mình, đừng có lấy cái khen chê làm cái của mình, vì cái đó chỉ là mây. Cũng giống như hàng ngày mình ăn những món ăn bình thường, lâu lâu mình có những cái gì mà nó đặc biệt, biết cái đó nó không thường. Và chính cái không thường đó đó, có ăn cho vui thôi. Hễ mà dính nó là mình khổ. Tại vì cái bản chất sống bình lặng là của mình. Cũng giống như mỗi ngày mình phải đi làm, mà hôm nào mình đột xuất mình không có đi làm là ắt mình phải có việc. Cho nên những cái việc nó đột xuất mình phải nghỉ làm, nó không thường đến. Còn cái chuyện mình đi làm là cái chuyện phải thường. Tại sao mình lại sống bất bình thường với cái chuyện mình phải làm? Cho nên cuộc sống mình á, vốn dĩ nó rất bình thường. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ quen sống với cái bất thường mà lấy cái bất thường làm cái bình thường của mình, cho nên mình mãi mãi bất thường. Mình mãi mãi bất thường là gì? Không bao giờ tâm mình yên. Cho nên mà tại sao bây giờ mình phải tập ngồi tĩnh? Mình tập ngồi tĩnh là bởi vì mình không muốn mình phải sống theo cái tập nghiệp đó. Trước kia mình đâu có hề khó mấy cái này, do tập nghiệp. Nhưng mà mình không có đủ tuệ giác thì mình tập nghiệp xấu, mình đủ tuệ giác thì mình tập nghiệp thiện. Ví dụ bây giờ mình bước vô chùa, mình gặp ai cái mình chắp tay nói mô Phật, đó là tập nghiệp tốt rồi đó. Nhưng bây giờ mình ra quán cà phê cái mình nghe tập nghiệp bất thiện nó nhiều lắm. Tại vì sao? Vì cái môi trường chỗ đó nó lôi mình, nó hút mình. Mình không có chữ thề, nhưng mà ra ngoài đó hồi là mình phải nói. Mình không hút thuốc mà ra đó phải hút. Tại vì sao? Cái khói thuốc nó làm cho mình bám vô người, mình hít riết mình quen, thấy ta cầm mình cũng phải quen. Đó là chuyện bình thường. Cho nên mình phải biết rằng cái môi trường, cái môi trường mà mình không muốn, nhưng mình ở trong cái môi trường đó lâu ngày mình bị cuốn hút. Cho nên hàng ngày mình ngồi thiền để làm gì? Để mình trở về, mình tập cho cái thiện nghiệp của mình nó mỗi ngày nó huân. Mỗi ngày nó mỗi phút. Mà mình sống được như vậy là mình thuyết pháp, mình sống như vậy là mình hướng thiện. Mà đến khi nào tâm mình bình an trước mọi cảnh duyên, đó là mình đã đến rồi.
Cho nên Ngài A Nan nói với ông trưởng giả đó, cái người mà đã đến là người như thế nào? Cái người đã đến là cái người mà sống không phải là không tham, không sân, không si, nhưng mà người đó thấy mọi việc bình thường. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, khi mà tâm mình lặng rồi đó thì mình thấy mọi việc nó bình thường lắm. Ví dụ như hồi nãy á, quý vị yên tĩnh, quý vị nghe tiếng chuông, quý vị sẽ thấy ồ, sao bữa nay tiếng chuông nó hay hơn bình thường. Tại vì sao? Tại vì ngày thường mình ồn ào, vô lễ, vô trong cái khóa lễ là mình ồn ào, đi tới đi lui, chưa có trật tự, chưa có ổn định. Rồi cái vị thầy, cái vị mà thỉnh chuông bon bon, mình nghe tiếng chuông nó bình thường. Nhưng mà hôm nào mình lặng xuống thì mình nghe tiếng chuông hôm nay sao nó hay quá, nó ngân nga, nó thanh thoát quá. Rồi hôm nào quý vị lên quý vị tụng thời kinh mà tụng bằng cái tâm an tịnh, trời sao bữa nay kinh hay quá. Không phải bữa nay kinh hay, kinh vốn đã hay rồi, hay mỗi ngày rồi, hay xưa giờ rồi. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì hễ mình tụng bằng cái tâm bất an thì tụng là tụng thôi mà không thấy kinh nó hay gì hết. Và khi nào mình thấy mình tụng một thời kinh mà mình thấy sao mà lời kinh bữa nay nó thấm thía quá là mình biết mình tịnh rồi đó. Thấy không? Cho nên Pháp Hòa mới làm cái bài thơ đó, dường như không phải lời ca mà sao thấm thoát ngân nga lạ lùng. Tại vì hôm nay cái tâm mình nó bình an, nó lặng rồi. Lời đi từ cõi vô cùng, lay người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Xưa nay lời kinh đó mình tụng mình thấy bình thường, không gì hết. Nhưng mà hôm nay tâm mình tịnh, tụng tới đâu nuốt chữ tới đó, tụng tới đâu nghĩa lý nó bừng sáng tới đó. Tại vì mình tụng bằng một cái tâm trong sáng, tụng một cái tâm trong sáng. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn vô vui. Ở đây là quý thầy biết tán. Mỗi lần tụng kinh là quý thầy lắc linh, quý thầy dùng cái tang, quý thầy dùng tiếng mõ, tiếng chuông tán tụng đồ lên. Mà hôm nào mình bình yên, mình ngồi mình nghe thì tự nhiên cái lời tán nó sao nó hay. Còn bữa nào mình không yên nó sao nó ồn quá. Tại vì bây giờ nếu mình mà tâm không yên, cái người mà ta nói chuyện thôi nghe cũng ồn nữa. Rồi cái người mà tâm mình bình an rồi thì cái lời người ta nói có thể là những lời thuyết pháp, có thể là những lời chia sẻ. Cho nên á, thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, tâm mình mà lắng, trăng sáng nhiêu soi hết. Cho nên cái người mà tâm mà lắng rồi á, xung quanh mình lời nào, câu nào, chuyện gì mình rõ hết mà mình không có dính mắc gì hết. Người ta dở mình cũng biết, nhưng mà mình không có chê, mình không có trách mà mình cũng thương. Người ta hay, mình không có ganh mà mình học. Cho nên cái tâm mà nó như cái mặt hồ rồi đó thì cái ánh sáng đó nó soi rọi, không có gì trở ngại. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt. Ngày xưa có một vị thiền sư cũng viết cái lời đó vậy đó. Bồ Tát thanh lương nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, bồ đề ảnh hiện trúc. Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Phật như một ánh trăng, mình tâm mình như cái nước mặt hồ. Nếu mà cái tâm mình lặng thì tâm mình với tâm Phật ảnh hiện với nhau. Hồ tâm chúng sanh lặng, thì cái câu mà Ngài dịch từ cái tiếng Hán là gì? Chúng sanh tâm cấu tận. Cái tâm của chúng sanh mà cấu bận á, cấu bẩn mà nó tận, nó sạch rồi đó, thì sao? Thì bồ đề ảnh hiện trung. Cái lòng của mình mà nó yên tĩnh rồi. Vì vậy cho nên rất cần mỗi ngày đại chúng dành thời gian để lắng cái tâm xuống. Mà cái này không có phải là tu để thành Phật gì đó. Và quý vị phải nhớ đây là món ăn, đây là thực tập. Ở đây có ai tập thể dục mỗi sáng không? Quơ tay, quơ chân rồi lên ha. Mấy cụ á đâu có cần đi gym,
đâu có cần đi spa gì đâu, đứng ở nhà quơ tay quơ chân rồi cho máu huyết nó lưu thông. Thì quý vị cứ nghĩ ồ mình làm vậy đó cho máu huyết nó lưu thông đỡ bệnh, rồi mỗi ngày ăn cơm ăn mọi thứ để mà nuôi cái thân. Thì quý vị cứ nhớ là mỗi ngày phải có 10 phút, 15 phút ngồi tĩnh, vì đây là giờ luyện tập cái tâm, làm cho cái mặt hồn mình nó lắng. Mà khi nó lắng rồi đó thì mọi thứ nó soi rọi một cách rõ ràng. Sở dĩ mà chúng ta không nhớ được kinh, tụng hoài không thuộc, là tại vì mình chứa cái khác nhiều hơn chứa cái này. Giống như trong kho mình giờ đủ thứ đồ đó, mà móc ra là gì, hũ chao nè, hũ tương nè, rồi ba cái báo cũ. Tờ báo nào cũng đẹp hết, cũng cất để dành hết, mà không có gì mà xài được. Đem ra là mình ở Việt Nam gọi là ve chai long dịch. Bán ve chai long dịch. Nhưng mà trong kho của mình không có cái gì mà có thể xài. Cho nên ở trong tâm mình, Đức Phật nói cái tâm mình nó giống như cái trăng sáng vậy. Ở thường thường các chùa ta hay để một cái câu ở trước là Đại Hùng Bảo Điện. Tức là cái nơi đó là một cái điện để thờ một cái đấng đại hùng đại lực, ý chỉ cho Đức Phật. Cái bảo điện thờ đấng đại hùng đại lực. Mà thưa đại chúng, cái đại hùng đại lực đây á, không có phải là Đức Phật là lấn hiếp ai, có võ công cái thế để mà đánh gục hết tất cả các võ sĩ của võ lâm. Đại hùng là gì? Là Đức Phật là người mạnh dạn, dám bỏ những cái mà chúng sanh mình không dám bỏ. Đại lực là Đức Phật dám đối diện, có khả năng đối diện với những khổ đau. Còn mình bây giờ khổ đau mình chạy trốn, mình không có đủ cái năng lực. Nhưng mà thật sự nó là một phần của cuộc sống. Cái khổ đau là một phần của cuộc sống. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, ngồi đây ai chạy thoát được bệnh không? Không. Ai chạy thoát được già không? Không. Ai chạy thoát được cái chết không? Không. Già bệnh chết là sự thật. Mà nếu mà tâm mình không đủ lặng sáng để mình tiếp nhận nó thì mình chạy trốn. Mà thật sự càng chạy nó càng rượt mình theo. Sợ già cho nên tâm lo rầu, già mau hơn. Còn không sợ già, sống lạc quan như ông cụ dưới kia. Sáng ông nói ông năm nay 90 ai tin đó. Nhìn như 70. Tại vì sao? Vì cái tâm lạc quan, không có gì phải lo hết. Ngày hôm qua có một cô Phật tử nói, lúc này con hay nghe câu thầy nói 5 năm 6 tháng 7 ngày. Thế nào gọi là 5 năm? Người mà 50 tuổi còn dám nhận mình là tôi còn sống được 5 năm, 10 năm, 7 năm. Chứ còn lên tới số 6 là hết dám rồi. Hỏi sống gì? Sống theo tháng thôi. Mà hễ tới số 7 là gì? Sống theo ngày. Mà nếu mà lên hàng 8 là sống theo giờ. Lên hàng 9 là sống theo phút. Hơn hàng 9 là sống theo giây. Giây nào còn thở là giây đó sống. Cho nên cái câu mà người ta thường nhắc mình là 5 năm 6 tháng 7 ngày. Người 50 tuổi còn dõng dạc. Mà cái đó là nói cho có, chứ nhiều khi chưa kịp nữa. Chưa kịp nữa. Cho nên cái cuộc sống mà chúng ta là sanh là sống không, già bệnh chết mà thứ tự là chuyện bình thường. Nhưng mà cuộc đời này ít có khi nào mà nó đi theo cái chu kỳ là già bệnh chết. Tại vì sao? Tại vì cái bệnh với cái chết đó, nó không phải đợi già nó mới khó. Có nhiều người trẻ mà đã bệnh, nhiều người trẻ đã chết. Cho nên cái chu kỳ mà chúng ta nói theo cái tuần hoàn của cuộc sống là già bệnh chết. Đó là chúng ta nói theo thứ lớp. Nhưng mà thật sự cuộc đời này nó không phải lúc nào nó cũng thứ lớp. Mà nếu mà cái tâm mình không đủ bình lặng, cái khi nó đến cái đó mình rung động chịu không nổi. Chịu không nổi. Cho nên mình phần ngày phải thiện hướng nha. Thiện hướng là sao? Thấy cảnh gì mình cũng quán được hết. Thấy cảnh gì cũng quán được hết. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái người mà người ta đang giàu có vậy, tự nhiên người ta đổ nợ. Hay là người ta đang khỏe mạnh người ta chết. Người ta đang khỏe mạnh vậy mình nghe người ta bệnh. Có nhiều người ngủ đi luôn.
Và mình con người mình nói trời ơi tôi ước gì tôi chết được như người đó, không bệnh không đau. Nhưng mà rồi cũng có khi mình nói trời ơi chết, cái người mà bị trong hoàn cảnh nó trời ơi chết chi mà không được nói câu nào hết trơn. Rồi kiểu nào mình cũng nói được hết á. Cái người mình thấy người ta mà chết tốt, chết ngọt vậy cũng nói trời ơi tôi ước được chết như người đó. Nhưng mà cái người mà có hoàn cảnh chết kiểu đó nó trời ơi chết tức chết tối, chết không kịp chói. Tại vì không nói được câu nào. Cho quý vị mới thấy là cái khi mà cái mây mà nó che thì cái tâm mình nó thiếu sáng. Cho nên hàng ngày mình ngồi tĩnh để làm cho cái mặt hồ của mình nó lặng, để mọi ánh trăng nó chiếu, chuyện gì đến mình vẫn soi rọi được hết. Chuyện vui chuyện buồn mà quý vị thấy quán chiếu trong cuộc đời coi. Trong cuộc đời này cái lúc nào nó cũng đi cả hai thứ. Ví dụ như là trẻ già nè, khỏe với bệnh nè, sống với chết nè, được với mất nè, hơn với thua nè, tốt với xấu nè, phải với quấy nè. Chứ lúc nào nó cũng có đó. Cho nên nhớ, hễ mình được thì nhớ có ngày sẽ mất. Hễ mình thắng thì có ngày sẽ thua. Hễ mình có no, có bữa sẽ đói. Nhưng mà ngược lại, bữa nào mình đói thì có lúc sẽ no. Hôm nào mình sung sướng, có lúc nó cũng khổ cực. Nhưng mà lúc nào mình có cái gì thì mình phải chuẩn bị là mình sẽ không có cái đó. Thí dụ như hôm nay tập hợp, chuẩn bị tư thế nha, phải có chia tay. Rồi hôm nào chia tay cũng không sao, chia tay có ngày sẽ tụ hợp. Mà nếu không tụ hợp ở đây, tụ hợp ở trên kia. Ngày hôm qua ngồi ăn cơm với một bác, thì Pháp Hòa mới nói đùa, hôm nay bác lên bàn để bác ngồi. Cái bà cụ bà cũng lanh lắm, bà nói thầy đừng lo, có ngày cô tới đó. Mà cái người mà nếu mà cái người mà người ta cử á, trời trời sao nó bậy nó bạ vậy không. Mà cái người mà người ta bình thản là người ta sao, trời ơi thì không học trước sao tôi cũng phải lên đây. Cho nên nhiều khi mà có nói đùa nè, có nhiều khi mình mời người ta ăn người ta từ chối, cái mình mới nói đùa, mình nói ăn đi sẵn còn nóng, để bữa khác ăn đồ nguội mất công. Mình hiểu được cái chỗ đó không? Lúc còn nóng không chịu ăn đi, mà đợi đêm bàn thờ nó ngủ ngắt rồi ăn gì. Một câu nói đùa để mời nhau ăn, nhưng mà câu đó nó thật là chân lý. Lúc còn nóng sao không ăn đi, mà cứ chê lên chê xuống, mà cứ đợi đồ đem lên bàn thờ để tiếng đồng hồ sao nguội ngắt ngang cái gì, phải không? Thật ra mình cuộc sống của mình đó sẵn sàng. Cho nên ngày xưa các vị thiền sư, không phải là các ngài á, các ngài là sống bằng cái tâm sẵn sàng. Pháp Hòa nhớ là ngài Thạch Đầu á, ngài mới hỏi các đệ tử xưa giờ người ta nằm chết, ngồi chết, đứng chết, mấy ông có bao giờ thấy chết lộn ngược không? Đệ tử nói dạ chưa. Nói vậy xong ngài chổng đầu, ngài chổng đầu ngài chết mà áo quần vẫn còn thẳng theo cái chiều, cái chiều đứng của ngài. Là thay vì mình chổng lên là áo quần nó rớt ngược lại, mà ngài chổng đầu ngài chết mà áo vẫn đứng thẳng vậy nè, thị hiện kiểu vậy đó. Rồi cái lúc mà đệ tử ngài chết kiểu đó rồi, cái đệ tử lại định bưng ngài đi làm lễ đám tang, mà sao lung lay hoài, ngài không có nhúc nhích. Thì ngài có một cái cô em gái cũng đi tu, cô em gái tới nắm áo ngài và nói lão này chết rồi còn bày đặt. gọi là làm gì, thị hiện cái tướng bất thường đó. Cái ngài nói xong rồi cái cô sư cô mới lấy cái ngón tay đẩy cái xác nằm xuống. Thì đó là một câu chuyện, phải không? Nếu đứng ở cái mặt tự tại thì mình nói các ngài tự tại kiểu đó đó, nghĩa là chết kiểu nào cũng được. Mà quý vị biết ngày xưa Việt Nam mình có một hòa thượng, ngài mới nói là hôm nay là ngày mấy, thì các đệ tử mới nói hôm nay bạch tổ bạch ôn hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4. Thì ngài mới nói là ồ, mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản, thôi để tôi chọn ngày này tôi đi. Thì các vị đệ tử mới nói dạ thưa bạch hòa thượng, sau này giáo hội đã thống nhất
Tất cả Phật giáo trên thế giới đã họp lại bàn và thống nhất lấy ngày trăng tròn tháng 4 làm ngày Phật đản, không còn xài ngày mùng 8 nữa. Ngài mới nói: ồ vậy hả, vậy thôi cũng được, tôi chờ ngày đó tôi đi. Đó là một vị hòa thượng ở Việt Nam mình. Tức là ngài dự định là mùng 8 tháng 4 ngày tịch. Nhưng mà khi mà ngài nghe là bây giờ Phật giáo thế giới đã thống nhất với nhau lấy ngày rằm tháng 4 làm ngày Phật đản rồi, thì ngài nói vậy tôi chờ thêm tuần nữa. Tự tại đến mức như vậy. Tự tại đến mức như vậy mà như là ngài Quảng Khâm ở bên Đài Loan. Ngài không có biết chữ. Cha mẹ mất sớm. Và hồi xưa lúc còn nhỏ là gia đình nghèo, mới đem ngài bán cho một cái gia đình nông thôn đó, họ không có con. Bán ngài cho cái gia đình đó. Mà cũng may là cái gia đình đó biết đạo, cho nên bà vợ bà má nuôi á, khi đi chùa luôn dẫn ngài theo. Năm lên 9 tuổi thì cha mẹ nuôi cũng mất. Thì gia đình của ba má nuôi á, bà con mới dành nhau cái gia tài đó. Thì thôi ngài mới giao hết, ngài đi qua bên các xứ Nam Dương để mà ngài đi làm. Do ngài không có học cho nên người ta đâu có cái việc gì tốt hơn cho ngài làm ngoài cái việc cu li khiên vác. Thì ngài ở cái xứ đó suốt gần 17 năm đi làm. Thì một hôm trên đường đi, ngài mới có linh cảm rằng á, chiếc xe này sẽ có tai nạn. Ngài nói thì không ai tin hết. Thì cuối cùng sự thật là trong cái chuyến xe đó xảy ra tai nạn. Thì các người bạn mới nói á, ông á, có được cái tâm linh mạnh như vậy, sao không đi làm hòa thượng? Cái lời nói đó giống như một lời nhắc nhở. Ngài trở về Trung Quốc xuất gia. Năm 1947 ngài mới đi qua Đài Loan ngài sinh sống. Vì ngài là gốc người ở bên Trung Quốc, ngài qua Đài Loan ngài sinh sống. Mà suốt cuộc đời của ngài, ngài sinh 1852, mà suốt cuộc đời của ngài không biết chữ. Ngài chỉ niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi. Rồi ai mà đi tới ngài á, nói chuyện á, thì ngài tùy nghi ngài khai thị, nhắc nhở cho người ta tu. Và sau này những cái lời dạy của ngài đó, khi ngài tịch rồi người ta mới gom những cái lời dạy đó thành một cái quyển sách mà bây giờ quý vị đấy đã in và đã phát hành khắp nơi đó, là cái quyển gọi là Cẩm Nang Tu Đạo. Cẩm Nang Tu Đạo là gom những cái lời nói của ngài, thỉnh thoảng ngài gặp người ta, ngài nói một hai câu vậy, rồi người ta gom những cái lời đó để ta thành in thành quyển sách. Vậy mà quý vị biết là ngài sống tới 94 tuổi. Ăn trái cây uống nước lạnh 16 năm. Cho nên ngài còn có một cái biệt hiệu là Thủy Quả Hòa Thượng. Thủy là nước, quả là trái cây. Ông Hòa Thượng uống nước lạnh ăn trái cây. Thủy Quả Hòa Thượng 16 năm trường như vậy. Ngài ngồi thiền ở trong rừng mà con cọp nó tới, mà ngài niệm Phật sao mà nó ngồi kế bên ngài, nó niệm Phật luôn với ngài. Cho nên ngài còn có một biệt hiệu nữa là Phục Hổ Hòa Thượng. Trước khi ngài mất, ngài mất 1986. Trước khi ngài mất, ngài nói trước mấy ngày, từ mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, cho đến ngày mùng 4, mùng 5 Tết ngài mất. Và ngài ngồi cả đời ngủ, ngồi không chứ không có nằm, ngồi trên cái ghế thị tịch. Thì quý vị mới thấy á, là cái chuyện tu hành đó, nó không phải ở cái chỗ chữ nghĩa cao siêu, mà cái quan trọng là cái tâm của mình bình lặng để mình thấy được mọi. Mình đừng có chán đời, tại vì cuộc đời này mọi thứ nó là như vậy đó. Nó đến, nó đi, nó còn, nó mất. Nó nói chung là lúc nào nó cũng là như vậy. Cho nên cái tâm người bình lặng á, khi mình được cái này, mình chuẩn bị cái kia. Khi mình tập hợp. Cho nên ngày xưa có một nhà thơ Việt Nam mình á, trong bài thơ đó có câu đó, trong cái sự gom lại nó đã có mầm ly biệt, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt,
Khi mà mình gặp nhau vậy đó, thí dụ như là sáng nay Pháp Hòa đến đây lúc 9:30, thì vừa bước vô đây 9:30 nó ô chuẩn bị nghe. Rồi giờ là chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị gì? Không phải chuẩn bị gặp nhau nữa, mà chuẩn bị phải chia tay. Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, trong cái sống nó đã lòng cái chết, trong cái được nó đã lòng cái mất. Trong cái, cho nên lúc mà Đức Phật già, Ngài A Nan cầm tay Đức Phật đó, rồi Ngài A Nan mới lấy tay dở thịt lên, nó nhăn nhăn vậy nè, Ngài A Nan khóc. Đức Phật nói tại sao phải khóc? Này A Nan, thầy phải nhớ cái bệnh nó nằm trong cái khỏe, cái già nó nằm trong cái trẻ, cái chết nó nằm trong cái sống. Thí dụ bây giờ mình nhìn một cái người trẻ thì mình cũng thấy người trẻ này trước sau cũng sẽ đi tới cái già nua. Rồi cái người này, cái người già nua này, cho nên trong cuộc sống này, nếu mình nhìn mà để bớt phiền não, bớt giận, có một cách nhìn đơn giản nhất, rồi ai cũng chết. Cho nên gọi là chết chắc. Đụng chuyện không cần nó chắc chết. Chết là chắc, mà có gì đâu phải chắc chết. Cho nên mình, thật ra mình nói như vậy để làm chi? Để cái tâm mình học được một cái tâm là let go, xả. Cho nên cái nhiều người mới nói xả là sao? Xả là đợi khi nào đụng chuyện ôm một cục rồi bắt đầu mới xả, không? Xả ngay đó luôn, xả ngay khi cái việc nó đến. Thì cái cách mà nhanh gọn nhất mình xả được là gì? Rồi ai cũng chết. Mà người nào cũng chết thì tại sao mình phải hơn thua? Tại sao mình như thế này thế đó? Nói như vậy á, không có phải mình biến mình làm thánh hết, không phải. Mình nếu mình nói vậy, nó trời ơi, nếu mà sống vậy thì có gì để nói? Thưa đại chúng, có cái cách này thôi nè. Mình á, sân si rồi cũng chết. Mình nhẹ nhàng rồi cũng chết. Mà ai cũng nói tôi muốn chết nhẹ nhàng hết á. Đâu có ai muốn nói là tôi muốn chết trong sân si, trong phiền não, trong khổ đau, trong bệnh tật đâu. Nhưng mà cái thân bệnh đó, nó không bằng cái tâm bệnh. Có nhiều người đang sống rất là khỏe nhưng mà tâm bệnh dữ lắm. Chứ cái thân bệnh mà có thuốc mà tâm bệnh là vô phước. Chứ ngày xưa có một cái ông quan ở bên Trung Hoa đó, ông thời nhà Thanh đó, ông nói như thế này: dưỡng sinh hay nhất đó là sống giảm phiền não. Cái người ta hay ăn dưỡng sinh đó, bây giờ là ăn dưỡng sinh gạo lứt muối mè, rồi ăn này ăn kia gọi là ăn dưỡng sinh mà. Nhưng mà đối với ông, cái dưỡng sinh hay nhất là sống giảm phiền não. Ông cũng khéo không? Ông đâu có dùng cái từ là hết phiền não đâu. Nếu mình hết phiền não thì đâu, chuyện cuộc đời đâu có gì để nói. Cái quan trọng là sống giảm. Thật sự chúng ta nếu mà muốn phiền não, ngày nào cũng có chuyện phiền não đó. Đây ngồi đây cũng không có phiền não nữa. Tôi vô đây tôi định ngồi trước mà ông kia cũng vô ngồi trước tôi. Cũng có phiền não vậy. Rồi tôi định làm cái này, cái ông kia cũng làm cái kia. Cho nên rồi nếu muốn phiền não, ngày nào cũng có phiền não, mà bất cứ góc cạnh nào cũng có phiền não. Mà nếu mà chúng ta thấy rằng á, cái chuyện gì nó cũng có quan trọng hết, là mọi việc nó nhẹ nhàng. Có gì quan trọng đâu. Không có gì quan trọng hết. Nói như vậy là không phải chúng ta sống thái độ bất cần. Không phải vậy. Nhưng mà chúng ta phải tập, chúng ta làm hết sức chuyện đó. Nhưng việc nó được mất nó như thế nào, đó là chuyện bình thường. Quý vị biết là Pháp Hòa đi Đài Loan về là tối ngày thứ tư. Xuống phi trường cái rồi là Pháp Hòa phải đi vô bệnh viện thăm 4 người bệnh. Thăm về tới nhà là 9:00 đêm. Khách ngồi chờ ở nhà, Pháp Hòa tiếp khách tới 12:00 khuya. Nguyên một ngày bay từ ở Đài Loan về là ngồi suốt ngày rồi. Rồi giờ tiếp khách tới 12:00 khuya, mà sáng ngày thứ năm 9:00 sáng mà bay nữa rồi. Cho nên rồi Pháp Hòa biết công việc còn rất là nhiều, cho nên Pháp Hòa phải thức làm 2 đêm 2 ngày không nằm, không ngủ. Đi qua tới Boston là sáng tối thứ năm, để sáng thứ sáu làm cái lễ cưới cho một cái gia đình, một cặp trẻ. Lễ xong rồi 7:00 tối ra phi trường bay qua đây. Phong Hòa tới đây là tối ngày thứ sáu 11:00 đêm.
Mà quý vị biết á, là Pháp Hòa xuống máy bay là cái cổng 74 ở Detroit, mà đổi chuyến bay ở cổng 25 là phải đi bộ 49 cổng nha. Mà chỉ có 10 phút 15 phút đổi máy bay thôi. Trời ơi, Pháp Hòa là chạy thiền luôn chứ không phải là đi thiền, chạy thiền đó. Mà chạy hết nổi, hai cái chân nó đuối quá rồi. Suốt hai ngày liền mình ngồi không là hai cái chân nó thòng xuống kiểu vậy, nó cứng ngắc rồi. Mà mình là vốn có cái bệnh đau chân nữa. Vừa chạy đi chạy hồi mệt, đi hồi chạy, và sao thấy hoài nó không tới. Bắt đầu nói trong bụng nghe, thôi bây giờ mình cứ bình thường, mình cứ đi hết sức của mình đi. Tới đó mà nó đóng cửa mà nó bay rồi á, là hết rồi, last flight, là phải đành chịu rồi, đợi sáng mai có chuyến bay, chứ giờ không cách nào làm gì hơn được. Thì cuộc sống của mình không phải là mình buông xuôi, mình cũng cố gắng mình làm hết sức, nhưng mà có những cái không phải mình cố gắng mà nó được như ý mình. Cho nên cái tâm của mình đó, nó phải lặng lẽ như vậy thì quả mai mình mới sống sót được cuộc đời này. Cuộc đời này mà cái gì mình cũng dính mắc, cái gì mình cũng để tâm, cái gì mình cũng khổ đau là mình chết chắc. Và mình cứ gặp nhau nó chắc tôi chết quá, đừng có đỡ lo, đừng có lo là chắc chết, chết chắc, chết là chắc. Chứ ngày xưa nhà thơ Quách Tấn á, mỗi ngày ông đi ngang cái giàn hoa thực dược đó, nó đẹp vậy đó mà ông không bao giờ để tâm. Tự nhiên có một ngày nọ ông bước ra, ông thấy cái hoa thực dược nó đẹp hơn bình thường. Ông mới làm bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thu, ta sụp lại cúi đầu. Hoa thực dược nó ở đó biết bao năm trời, ông đi ngang mà ông thấy khá đẹp của nó. Tự nhiên hôm nay ông ra ông thấy đẹp, tại sao? Tại vì bữa nay tâm nó sao? Tâm nó lắng rồi. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, em cười đẹp bao nhiêu năm nay mà tôi đâu thấy. Em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, gió thổi qua cái cành hoa thực dược nó đẹp lạ lùng, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Cho nên cái người thương của mình á đẹp lắm, nhưng mà tại vì lâu nay mình bận rộn mình không có nhìn. Nhưng mà cái lúc làm quen á, em đẹp lạ lùng. Mà mình nhờ mình biết làm thơ đó, em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Cái lúc mình mới gặp á, tinh tú quay cuồng là ở chỗ đó chứ mình làm thơ rồi hết. Nhưng mà mình sống với nhau riết rồi, tự nhiên mình không còn có khả năng nhìn nhau kiểu đó nữa. Nhiều khi nói chuyện nhau mà ngó, người ngó hướng là không bao giờ nhìn mặt được nha. Thật ra quý vị mới thấy là mình sống họ từ từ cái tâm mình nó hướng khác hết trơn, chứ mình không có thiện hướng. Mà không thiện hướng thì làm gì có thiện đáo. Mình phải có hướng mình mới có đến được chứ. Cho nên cái tâm của mình á, thí dụ như người ta đặt một câu hỏi là tôi không biết nữa, chết tôi đi đâu, đừng có lo. Cứ hãy nhìn lại mình hàng ngày sống mình hướng đâu, mình hướng đâu mình sẽ biết mình hướng về đó. Cho nên á, vừa rồi á, Pháp Hòa với hai thầy bạn nữa ngồi nói chuyện, thì mấy anh em mới nói vậy nè, nói chơi thôi, nhưng mà cái câu nói chơi đó Pháp Hòa thấy chí, thấy cái trong cái chơi đó nó có một cái gì nó nhắc nhở với nhau. Nên mấy anh em mình bây giờ không biết nữa chết đi đâu nghe, nhưng mà có một điều là biết chắc là dễ, nghĩa là dở lắm cũng trở lại kiếp thầy chùa. Biết tại sao? Tại vì hiện đời bây giờ đi đâu mà thấy tượng Phật vẫn thích, thấy chuông là thích, muốn thỉnh,
Nhiều khi đem cái chuông ra ngồi thỉnh khang vậy, thỉnh tiếng chuông cho nó ngân nga lên, rồi ngồi ngân nga mấy bài kệ thỉnh chuông. Thì mấy anh em ngồi nói đời sau này mình chết mình không biết, mình cõi lành nào mình không biết, nhưng mà có một cõi chắc chắn mình trở về, đó là mình làm lại làm thầy chùa. Nếu mình làm thầy chùa mà hết thích chuông ví dụ hàng ngày mình sống trong chùa mà tiếng chuông mình không còn ham thích nữa, tiếng mõ mình không còn ham thích, tụng kinh mình không còn ham thích, đắp cái y mình không còn ham thích nữa, thì mình biết cái này mình đã phai nhạt rồi đó. Vậy thì mình sanh về cõi Phật không mình không biết, sanh về cõi trời nào không mình không biết, nhưng mà nếu tệ gì nữa trở lại làm con người thì mình sẽ làm tiếp tục một người tục, tại vì cái tâm mình còn hướng cái đó. Cho nên đó, nếu hàng ngày thiện hướng mình không có thì làm sao có thiện đạo. Cho nên Ngài A Nan mới nói người thiện đáo là người đã giảm được. Còn cái kia mình đang muốn giảm gọi là thiện hướng, mình đã giảm được là thiện đáo. Cũng giống như bây giờ quý vị chưa quen ăn chay phải không, quý vị nói tôi rất muốn ăn chay, tôi đang tập ăn chay, đó là thiện hướng. Đến khi nào mà ăn mà nhìn không còn thèm nữa là thiện đáo. Bây giờ mình đâu cần nói mình làm Phật. Ví dụ nói hồi đó đi ngang chùa đời nào tôi muốn vô, mà bây giờ tuần nào tôi cũng đi chùa, đó là thiện đạo. Như cho nên vì vậy cho nên hằng ngày mình phải đưa cái tâm mình hướng thiện, hướng thượng, thì mình mới đến được cái chỗ đó. Hồi nãy gặp thầy trụ trì á, thầy thấy cái lịch trình Pháp Hòa đi thầy cũng ngán. Thầy mới nói trời, người phải có tâm lắm mới làm được vậy. Thật sự ra mình không phải giỏi, nhưng mà cái tâm mình muốn làm thì mình vượt hết được tất cả những cái khó khăn đó. Mệt mỏi một chút, bay nhiều một chút, hầu như gần đây là mấy cái tuần lễ này là ngày nào cũng bay đó, hay là cách ngày hai ngày là mình bay đó. Pháp Hòa đi phi trường mấy cái người ở trong đó họ gặp mà cũng biết. Bây giờ là nhiều lúc đi qua hải quan Mỹ họ không đóng mập nữa, họ chỉ cầm họ hỏi bữa nay đi đâu. Họ hỏi có lệ thôi, hỏi bữa nay đi đâu, rồi họ have a good trip vậy thôi, chứ không đóng mập không gì nữa. Trừ khi nào mình connect ở những cái chỗ lạ lâu lâu mới gặp thì họ còn hỏi tới họ lui, chứ còn gặp những người mà thường đi rồi là họ cầm họ hỏi cho có lệ hôm nay đi đâu thôi, đi mấy ngày thôi. Vậy cho nên á, mỗi một khi chúng ta thấy trăng có hai điều chúng ta quán. Một là tự nói với mình tâm mình vẫn trong sáng như vầng trăng. Và cái thứ hai là gì? Mình đang là những người hướng về ánh trăng, sống dần ra từ cái chỗ tối đến cái chỗ sáng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Cho nên Đức Phật nói mình nhìn trăng có hai cách tu. Nếu mà người tu dở là tu từ sáng tới tối, còn người mà tu giỏi là từ tối đi ra sáng. Và Đức Phật nói trong một bài kinh đó, có bốn dạng người trong thế gian. Có những người từ sáng đi vào tối, có người từ tối đi ra sáng, có người từ sáng đi ra sáng, và có người gì từ tối đi vào tối. Đó là bốn dạng người trong thế gian. Ví dụ như giờ mình đang sống hạnh phúc vui vẻ vậy nè, tự nhiên mình rơi vào một cái nghiện ngập nào đó, một cái sự mê lầm nào đó, thì mình là cái người từ sáng đi vào tối. Rồi giờ tự nhiên mình ở trong đó được hai ngày một tháng, tự nhiên mình bừng tỉnh, mình nói ủa tại sao mình lại phải sống trong cái bóng tối khổ đau này. Mình lập chí, mình phát nguyện, mình từ cái chỗ tối mình đi ra là sáng. Cho nên các có chỗ có những cái thiền viện á, người ta không có để chữ Đại Hùng Bảo Điện, mà người ta để là Bản Lai Diện Mục. Bản Lai Diện Mục là gì? Là cái mặt mũi xưa nay của mình. Thí dụ như á, cái mặt mũi xưa nay của mình là ví dụ bạn ngày nè, đâu có dơ. Nhưng mà mình đi ngủ á, 8 tiếng, 5 tiếng ngủ á, là bắt đầu sáng dậy là cái mặt mình nó khác rồi đó. Hai mắt mình nó có gèn, cái miệng mình nó hôi, cái mũi mình nó không sạch, rồi bắt đầu mặc đi vô mình rửa, rửa để mình trở lại với cái sắc diện bình thường của mình trong nguyên ngày.
Cho nên cái khoảng thời gian mà mặt mũi mình nó thay đổi đó là do mình ngủ. Cũng ví dụ cũng vậy, cái khoảng thời gian mình mê lầm đó là mình mất đi cái mặt chân thật của mình. Còn khi mình tỉnh giác nguyên một ngày, đó là mình sống được với cái bản lai diện mục của mình. Hay nói một cách khác, sáng ra mình trén từ trên dưới đó là mình không sống với cái bản lai diện mục của mình. Nhớ có một lần đó, có hòa hầu, một hòa thượng, ngày súng răng mình đâu có biết đâu. Từ hồi xưa giờ mình hầu ngày lúc nào mình thấy ngày cũng có răng rồi đẹp đẽ. Con bữa nọ ngày đánh răng xong ra, ủa sao bởi hòa thượng bên đây khác dữ. Khi mình không dám nói, mình nhìn cái ông cụ cũng hiểu ý không. Ông nói sao, ông bữa nay ông thấy được mặt thiệt của tôi rồi phải không? Tức là bản thân của tôi là móm. Già rồi lấy bộ răng giả ra là móm sợm gì. Bản lai diện mục. Diện là mặt, mục là mắt. Tức là mặt mũi xưa nay của mình vốn là như vậy. Nhưng mà sở dĩ nó không như vậy là do mình tô trét lên. Còn mình rửa sạch sẽ, mình trở lại với cái bình thường là mình sống được với cái mặt mũi của mình. Cho quý vị thấy á, tâm của mình á, hồi xưa không có biết phân biệt giàu nghèo, tốt xấu gì, mình giống một đứa nít nó vào đời vậy đó. Nhưng mà từ lúc mình bắt đầu có một chút nhận thức trong cuộc đời là bắt đầu mình sống hằng ngày, biết bao nhiêu những cái tâm thay đổi một nguyên một ngày. Nhìn người này cái bắt đầu giàu đó, thấy người ta đi xe, tâm phân biệt của mình nổi lên. Đó là tại vì mình ảnh hưởng cuộc sống. Chứ nếu mình trở về được thì những cái giây phút mình không có hoàn toàn, nhưng mà ít nhất trong cuộc sống của mình phải có một khoảnh khắc nào đó mình trở về được với cái giây phút bình lặng của mình. Vậy đủ rồi. Không có dám nói là mình là người tu hành đắc đạo chứng quả, sống nghĩa là 24/24. Không dám nói. Thôi bây giờ mình nói rất thật với cuộc sống của mình đi. Hằng ngày mình sống chao đảo, tiếp xúc quá nhiều. Bây giờ mỗi tối mình làm sao mình có được 15-20 phút mình trở về được với cái tâm bình lặng của mình, để mình hướng thiện một chút. Cứ ngày mình hướng chút thì chắc chắn mình sẽ thiện đạo. Bởi vì hằng ngày mình có thiện hướng. Và cứ như thế thiện hướng thì mình sẽ đến cái chỗ thiện đó. Và khi mình đến được chỗ đó rồi á, là cái cách sống của mình nó khác rồi. Và cái cách sống của mình nó khác chính là một bài thuyết pháp để người xung quanh mình, người ta thấy được, ồ anh này á, lúc này khá, sống không có phải như ngày xưa nữa. Hồi xưa ăn cái gì cũng chê, bây giờ khá lắm. Ăn không có còn chê khen nữa mà biết tự gia giảm. Mặn thì thêm miếng chanh, miếng nước lạnh à, lạc thì thêm miếng muối, miếng nước tương. Chứ hồi xưa là chết à, ngon tụng suốt luôn á. Và quý vị thấy không, lạc mặn là do mỗi ngày. Tại sao mình lại phải phiền não chi cái chuyện lạc mặn, mà trong khi đó rất là dễ, chỉ cần thêm tí muối là món ăn nó khác rồi. Mình không làm. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta chuyển nghiệp. Chỉ cần chúng ta thay đổi cái tập nghiệp của mình chút là tự nhiên xung quanh mình người ta bớt khổ ghê gớm lắm. Mà mình cũng bớt khổ, mình bớt phiền não cho chính mình, mà mình bớt gây cái sự phiền não cho người xung quanh. Đó là người thuyết pháp trong thế gian. Và cái tâm cứ hướng như vậy là người thiện hướng. Và thế nào rồi mình cũng sẽ đến được cái chỗ là bình thản trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta không dám nói là chúng ta hoàn toàn thành Phật đắc quả gì trong cuộc sống này. Nhưng cái quan trọng là đạo Phật dạy chúng ta cái cách sống mà biết chuyển cái tập nghiệp của mình. Cho nên đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo cho chúng ta chỉ có đức tin, mà chúng ta thiếu đi cái sự tu tập. Đạo Phật dạy chúng ta cái cách tu tập, chúng ta biết chuyển. Thí dụ này, cái chuông này nó để méo, dời nó vô một chút, dời nó vô một chút thôi là nó không rớt. Thỉnh hồi cái chuông nó như vậy nè, mà cứ để yên nó như vậy mà quệt một hồi là nó lăn xuống đất, phải không? Lấy cái tay chỉnh nó lại. Cho nên mấy ngày nay Pháp Hòa giảng cho mấy cái đám cưới, Pháp Hòa hay nói người Mỹ hay dùng cái từ là looking for your match. Bây giờ mà vô Google looking cái match là cái người. Làm sao cuộc đời này match nếu mình không có chịu match? Ví dụ như bây giờ nè, cái chuông này nó bị lớn phải không, thì phải kiếm cái dùi tương ưng. Trời ơi, cầm cái dùi của cái chuông bự này mà quển làm sao match? Thì cuộc sống cũng vậy.
tự động cái chuông nó đi vòng vòng, nó đi kiếm cái dùi nó mới kiếm được. Mình phải kiếm cho nó cái match. Cho nên cuộc sống của mình cũng vậy, mình muốn tương đồng với người ta, tự mình phải làm sao sống cho nó tương đồng. Bây giờ cả đại chúng không, người ta vô đây người ta ngồi người ta tụng kinh, tự nhiên mình vô đây mình ngồi mình nằm mình ngủ, tới giờ người ta ăn thì mình đi tụng kinh, tới giờ người ta tụng kinh mình đi ăn, mình làm toàn những cái chuyện nó ngược hết trơn, sao nó match, phải không? Cho nên muốn match hay không là tự mình phải match. Cũng giống như sữa, không có cái gì nó tự sửa được hết, mình phải chỉnh nó. Cái ghế nó để trật, mình chỉnh cái ghế đó nó mới trễ trúng được, tự cái ghế nó không di chuyển được. Thì cũng như thế, chúng ta phải tự là cái người tương đồng. Ví dụ như vợ chồng sống với nhau như vậy, làm sao hai người match được? Thì tự mình phải làm sao mình điều chỉnh mình để mình fit in với vợ với chồng thì mình mới sống đời ở kiếp được chứ. Thì làm sao được? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta cái cách đó, dạy chúng ta cái cách sống mà chúng ta biết chỉnh đốn cái đó. Nhiều khi nó chỉ thêm chút xíu muối mà nó ngon, không làm, cứ ngồi nói hoài, ăn nguyên tô lạc. Cứ ngồi chỉ cần thêm chút muối là nó khác rồi, mà không làm. Thì cuộc sống đôi khi chỉ cần chút sữa đó thôi là nó khác liền mà không làm. Thì làm sao mà không hướng được cái chỗ đó thì không bao giờ đáo được cái chỗ đó. Cho nên thôi, tôi không biết nấu ăn, không biết thì phải học. Học rồi là phải nấu, đó là cái chuyện chúng ta cần làm. Thì hôm nay bây giờ cũng hết giờ, thì Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng một bài kinh nhân cái dịp rằm tháng 8. Thường thì chúng ta gọi là trăng, thường thường nói tới trung thu thì ai cũng nói đến cái ánh trăng của mùa thu, nói tới cái đẹp. Thì Pháp Hòa cũng muốn đọc lại hai câu thơ mà trong kinh sách thường hay dùng đó. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thanh. Thì cái câu này chúng ta thường dịch là ngàn mây ngàn nước, ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Khi mà không có mây thì tự nhiên mình thấy cả một bầu trời quang đản. Tâm mình mà chỉ cần vẹt được hết những cái án mây của tập nghiệp, nhớ là nghiệp là tại nó che thôi, nó không có cố định đâu. Sự kéo cái mây nó tan rồi là ánh trăng nó sáng, trời nó trong. Thì chúng ta là những người sống bằng cái tập nghiệp một đám mây, đừng nghĩ rằng cái đó nó ở mãi như vậy. Chỉ cần dẹp được cái nghiệp đó thì trăng trời nó sẽ hiện. Làm một sa di, là một sa di ni. Sa di ni là người nữ, sa di là người nam. Và thọ có 10 giới thôi. Thì trong 10 giới đó, rồi mỗi trong và suốt thời gian từ 4 năm tới 5 năm, mình phát tâm học luật giới căn bản của một người xuất gia, như là thuộc tỳ ni nhật dụng thiết yếu, tức là thuộc những bài kệ ứng dụng trong hàng ngày mà Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe, những bài kệ nhỏ nhỏ khi mình làm việc, rồi thuộc và hiểu rõ 10 giới của sa di, và cho nên gọi là thuộc sa di luật giải tỳ ni sa di, rồi thuộc 24 chương oai nghi của một người xuất gia, hầu thầy phải thế nào, ăn cơm phải thế nào, nhập chúng phải làm sao, làm việc phải làm sao, đi vào nhà vệ sinh phải như thế nào, vân vân. 24 cái chương như vậy nói về cái oai nghi tế hạnh, cái nét đẹp của người tu, đại chúng huân tu. Thì bây giờ mình học cái đó xong rồi, 4-5 năm sau, luật giới mình rằm, căn bản luật của người tu mình biết, phát tâm thọ tỳ kheo ni giới, giữ 250 giới hay là 348 giới. Nhưng mà đâu phải thọ giới rồi cái là để mình đi khoe là mình là tỳ kheo. Thọ giới xong rồi phải trải qua thêm 5 năm học luật giới mà mình mới vừa thọ nữa. 5 năm đầu đó là mình học luật giới căn bản của người xuất gia. Bây giờ làm một thầy tỳ kheo rồi thì đâu phải bình thường nữa, là mình đã chính thức được dự vào hàng tăng bảo rồi. Sa di chưa được gọi, được chưa được dự vào hàng tăng bảo, phải là tỳ kheo mới được. Và khi một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo ni là mình giữ được vào hàng tăng bảo rồi, thì mình phải học như thế nào để xứng đáng là một thầy tỳ kheo. Còn không thì
như Tổ Quy Sơn quở mình vậy. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu thuyết dụng thường trụ. Lẽ nào mới vừa thọ giới lại lớn cao giọng, ta đây là tỳ kheo. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Thế rồi để làm gì? Để luân tình mặc ý, ăn của thường trụ, của đàn việc tính thí. Đàn việc sở tu khuyết dụng thường trụ, mà không có suy nghĩ vật thực này từ đâu đem đến. Ăn rồi thì lại dụm năm dụm bảy, nói toàn là chuyện thế gian. Đó là lời của Tổ Quở trong Quy Sơn Cảnh Sách mà người tu nào cũng phải thuộc lòng. Rồi bây giờ mình tiệm tu, mình thọ tỳ kheo giới, rồi mình cứ như thế mình tu. Đó là đứng phương diện tiệm tu. Rồi mình là một sa di, rồi cái từ từ mình lên mình làm đại đức. Đại đức xong rồi mình được 20 tuổi đạo, 40 tuổi đời, cái là thượng tọa. Đó là mình nói ở cái hình tướng tu tập. Rồi 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo gọi là hòa thượng. Rồi 60 tuổi đạo, 80 tuổi đời gọi là trưởng lão hòa thượng, cái là đại lão hòa thượng. Rồi 90 tuổi trở lên gọi là trưởng lão hòa thượng. Như vậy thì nếu mà mình tu ở trên hình tướng mà mình tu được như vậy tốt không? Tốt. Còn mấy bác bây giờ già, nó trời ơi, không biết tôi còn sống được 5 năm, 3 năm nữa để gặp thầy không? Pháp Hòa hay chọc và nói thôi, bác không cần sống lâu rồi. Bác chỉ cần sống đến ngày Pháp Hòa linh lão hòa thượng được rồi. Nói bao lâu nữa? Đâu lâu đâu, chừng 40-50 năm nữa thôi. Vậy là Pháp Hòa chúc cho quý bác sống lâu. Nhưng mà thay nói thẳng vậy và nói thôi quý bác ráng sống đến khi nào Pháp Hòa linh lão hòa thượng. Giờ 46 tuổi rồi. Thì thưa đại chúng, đó là Pháp Hòa nói trên cái phương diện gọi là tiệm tu, tức là tất cả chúng ta đều là hành giả đang ở trong phương diện tiệm tu. Nhưng mà tiệm tu như vậy mà đến nơi đến chốn có phải là thắng tấn không? Thắng tấn. Chứ không thôi mình tu nửa chừng á, sao? Chóc gốc bồ đề, có thể là mình không còn tiếp tục tu tập nữa thì uổng lắm. Một Phật tử thôi, một Phật tử mà đang tu mà thối tâm không còn tu nữa, mình nghe mình buồn biết bao nhiêu, huống chi là một người xuất gia. Cho nên một người xuất gia mà tu từ nhỏ đến lớn, cho đến già đến chết mà vẫn giữ được chiếc áo, vẫn giữ được cái hình tướng người tu, thì quả thật là thắng tâm. Mà điều đó ai mà không mong? Lúc nào mình cũng cầu cho quý thầy được. Sao pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Mà quý mình còn chầu chúc cho quý ngài cửu trụ ta bà. Chữ cửu là lâu dài, trụ ở ta bà cho lâu dài, để làm cái đại thọ cho mình, che mát cho mình. Ôi rất nhiều những từ để mình chúc. Như vậy là mình mong quý thầy tu một mạch một lèo đi cho đến nơi đến chỗ, phải không? Trên đường mình đi không có cái chuyện gì có trở ngại hết. Mà nếu mình tu mà được như vậy, quý không? Quý. Cho nên gọi là huân tu hy thắng tấn. Mình mong mỏi mình được cái chỗ tinh tấn mà thù thắng đó, mình không cần phải nhảy. Vì sao? Ở trên phương diện căn cơ, chúng ta có ba căn: thượng căn, trung căn, hạ căn. Bây giờ á, mình không dám nói mình là thượng căn, học đâu nhớ đó, nghe đâu hiểu đó. Mình là hạ căn, là trung căn là mừng rồi. Thì hạ căn thì phải cố gắng, trung căn thì cố gắng nỗ lực. Còn nếu mà trung căn thì chúng ta giữ như vậy mà chúng ta đi. Còn nếu chúng ta là người thượng căn thì sao? Lại chúng ta phải càng nữa. Tại vì thượng căn là những bậc có cái trực giác đốn ngộ rất mau, nhưng mà phải có sự tinh tấn để giữ nó. Còn không thì cũng dễ lung lay. Tại vì nếu mà không khéo thì sanh tâm ngã mạn, cống cao. Cho nên không phải dễ. Chính vì vậy mà căn bản á, một người Phật tử đối với tại gia thì bước đầu phải tam quy ngũ giới. À, rồi
kế đến là chúng ta phải thọ thập thiện. Cũng có thể trường hợp mình đủ duyên, mình không cần thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới cũng được. Nhưng mà ở đây ý Pháp Hòa chỉ nói là nếu trên phương diện mà căn bản tiệm tu là chúng ta thực tập như thế. Rồi đối với người xuất gia thì chúng ta tu từng bậc từ sa di. Ngày xưa, rồi bây giờ nói đến cái chuyện gọi là đốn ngộ. Hồi nãy là mình tiệm tu rồi bây giờ là đốn tu. Là những người mà người ta có cái thượng căn thượng trí, nghe là thấu đáo. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ngài chỉ là một người cư sĩ đốn củi thôi mà, vậy mà đi ngang nhà một ông cư sĩ, nghe ông đọc kinh Kim Cang, đến cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì ông liền ngộ đạo và ông đi đến gặp Ngũ Tổ để mà xin xuất gia. Nhưng mà lúc đó trong cái sự thử thách của Ngũ Tổ với ngài, Ngũ Tổ thấy cái người này căn cơ quá linh lợi, cho nên Ngũ Tổ liền truyền y bát cho vị này. Nhưng mà thiệt sự vị này chưa phải là người xuất gia, còn là một cư sĩ mà. Nhưng mà nhận cái trách nhiệm kế thừa Ngũ Tổ để làm Lục Tổ ở trong thiền tông. Nhưng mà khi mà đến Quảng Châu, đến Quảng Châu chùa Quang Hiếu gặp ngài Ấn Tông, thì cái sự đối đáp của Lục Tổ đối với hai vị sa di kia, thì ngài Ấn Tông nghi ông cư sĩ này là người mới vừa được truyền pháp từ Lục Tổ, à từ Ngũ Tổ. Cho nên mới đến hỏi Lục Tổ: tôi nghe nói y bát của Ngũ Tổ đã truyền đến một người, chẳng hay có phải là nhân giả không? Lúc đó cư sĩ Huệ Năng mới trả lời: chẳng dám, chẳng dám. Nghĩa là tôi đó, nhưng mà gặp mình là mình thấy, ủa sao không biết hay vậy, tôi nè. Nhưng mà người xưa ta khiêm cung, ta nói sao: chẳng dám, chẳng dám. Nghĩa là nhận đó, nhưng mà nhận một cách rất khiêm cung. Cũng giống như ta nói: trời, tôi nghe nói bữa nay có một người nấu món này ngon lắm, phải chị không? Còn ai? Nhưng mà nếu mình khiêm cung nói sao? Đâu có dám. Dạ, không biết chị ăn được không? Ví dụ vậy. Thì khi hỏi Lục Tổ vậy, Lục Tổ nói chẳng dám, chẳng dám. Nhưng mà bây giờ Lục Tổ đang là một hình tướng cư sĩ, làm sao thăng tòa thuyết pháp được? Cho nên vẫn phải trở lại cái con đường căn bản là làm lễ xuất gia, thọ giới tỳ kheo đàng hoàng. Cho nên ngài Ấn Tông lúc đó phải làm lễ thế pháp cho cư sĩ Huệ Năng, truyền tỳ kheo giới cho cư sĩ Huệ Năng. Xong rồi trở thành một vị tỳ kheo rồi thì lúc đó gì? Đủ pháp bước lên pháp tòa. Chừng đó ngài Ấn Tông bước xuống, thỉnh ngài Huệ Năng lên pháp tòa nói pháp. Như vậy quý vị thấy, tuy chúng ta đốn ngộ, nhưng ở mặt gọi là gì, thứ lớp không thể vượt bậc, không thể vượt bậc. Vì sao? Vì đó là cái pháp tu để làm tổ. Mình đốn ngộ là đốn ngộ tự tâm, nhưng mà hình tướng phải có thứ lớp. Cũng giống như nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người nào cũng có thể thành Phật, phải không? Vậy thì nói trên cái căn bản Phật tánh thì Phật với mình giống, nhưng mà mình phải lại Phật, phải không? Rồi cái gì nữa, đến cư sĩ lễ chư tăng, bởi vì chư tăng dù sao ở cái hình tướng cũng là một người xuất gia giải thoát. Nó thứ lớp như vậy, bình đẳng là ở cái thể tánh, nhưng mà chúng ta không thể vượt bậc. Vì nếu không khéo thì sao? Loạn pháp mà cộng luôn loạn tâm. Loạn tâm là chúng ta không còn phân biệt tôn ti trên dưới gì nữa, rồi cái pháp hành trì trong cuộc sống nó đều loạn. Ví dụ như bình đẳng là cha mẹ con cái đồng, nhưng mà sao? Phải có cái sự thứ lớp. Cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái. Con cái là bác sĩ, nhưng về nhà phải gọi cha mẹ người cu ly đó là cha mẹ, chứ không phải bác sĩ rồi ra ngoài dạ thưa ông bác sĩ, thưa bà luật sư, rồi mình về nhà cái mình không còn biết cha mẹ là ai, bà con quyến thuộc mình là ai. Dù bà con quyến thuộc mình buôn bán gọi là gì, hàng rong được ngoài đường, nhưng mà họ là dì mình, là chú mình, thì cũng không thể vượt bậc. Thì như vậy mình có cái sự trong cái chữ thắng tấn, mà trong cái nghĩa của chữ đó nó có hai phần. Phần tiệm tu là đó, mình tu có thứ lớp, có vừa như vậy. Còn đốn ngộ thì khi mình đốn ngộ được rồi thì cứ thẳng đó mình tu. Ví dụ như ngài Huyền Giác á,
Khi đó Ngài gặp đệ tử của Ngài Huệ Năng, đó là Ngài Huyền Sách. Thì khi đó Ngài Huyền Sách mới hỏi ông tu tập như thế nào. Nói tôi tự tu, tôi tự đọc kinh Di Ma Cật mà chứng ngộ, tôi không có thầy truyền pháp gì hết. Thì Ngài Huyền Sách mới nói xưa nay sự tu hành phải có sự thầy tổ mình ấn chứng, còn nếu không thì mình là thuộc vào thiên tiên ngoại đạo. Thì nói vậy ông ấn chứng cho tôi đi. Ngài Huyền Giác nói với Ngài Huyền Sách, ông ấn chứng cho tôi đi. Theo Ngài Huyền Sách nói tôi không dám đâu, ở Tàu Khê có thầy tôi là Ngài Huệ Năng, ông nên đến đó. Thế thì Ngài Huyền Sách mới dẫn Ngài Huệ Năng đi đến đó. À, xin lỗi, Ngài Huyền Giác đi đến đó. Thì đến ngày gặp Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài Huyền Giác mới đảnh lễ ba lễ rồi lấy gậy đi một vòng chống cây gậy lại. Đi ba vòng rồi chống gậy lại. Thì chừng đó Lục Tổ mới nói phàm làm sa môn phải đủ 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, nhân giả ở đâu đến đây mà cao mạo thế? Thì lúc đó Ngài Huyền Giác mới trả lời, nó sanh tử là sự lớn, ở đó mà còn lễ nghi. Đó, thì cái đối đáp giữa các vị đó là cái đối đáp gì? Đốn ngộ. Nhưng mà đồ thử nói xong rồi thì cuối cùng Ngài Huyền Giác phải bái Ngài Huệ Năng làm thầy. Do một đêm đối đáp với Lục Tổ mà ngộ đạo, cho nên Ngài Huyền Giác còn được có cái tên là Nhất Túc Giác, do một đêm mà chứng ngộ. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trên phương diện tu tập, cái câu mà chúng ta tụng mỗi ngày đó, đại chúng huân tu hy thắng tấn, thì khi bây giờ đại chúng đọc tới câu đó thì đại chúng nhớ là mình thắng tấn ở chỗ nào. Mình huân tu để làm gì? Để mong có sự tinh tấn vượt bậc, tinh tấn mà viên mãn, mà rốt ráo, mà hơn tất cả những cái bình thường. Mà muốn được như vậy thì chúng ta không thể, bây giờ mình không phải là thượng căn đúng không? Mình dám nhận mình là trung căn không? Thôi trung hạ gì cũng được. Nhưng mà nói tóm là những cái gì mà chúng ta đang làm xưa nay, đó là chúng ta đang thắng tấn để mong mỗi ngày mình bào mòn đi cái phiền não sân si khổ đau của mình. Tụng kinh chưa có quen thì mình nương chuông mỏ, nương đại chúng. Cho nên tất cả những hình thức mặc áo tràng, cầm sâu chuỗi, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, lễ sám, đó là từng bước để dắt dẫn mình tới cái chỗ thắng tấn đó. Cho nên chúng ta không thể gọi là gì, bài bác. Tại vì nếu bài bác mà chúng ta chưa phải là người chứng ngộ thì không khéo chúng ta rơi vào một cái lỗi là chúng ta khinh khi, ngạo mạn mà sống với cái ngã mà mình không biết, sống với cái lỗi lầm là mình ngạo mạn, khinh thường mà mình không hay. Cho nên tại sao biết cái tượng đó là đất, là xi măng, là bằng nhựa đó, là tại sao chúng ta vẫn lại? Như vậy cái lại đó không phải lại cái tượng đó, mà cái tượng Phật chỉ là một biểu tượng, một đối tượng để chúng giúp cho mình hướng tâm. Mà nhờ hướng tâm như vậy cho nên mỗi ngày chúng ta đưa cái thu nhiếp sáu căn mình vào. Và đó cũng là cái điều mà Đức Phật dạy, thắng tấn như thế để chúng ta giảm lần cái sự lỗi lầm. Đức Phật có dạy một bài kinh, có những cái phương pháp giúp cho chúng ta giảm bớt đi sự lỗi lầm. Mà muốn giảm bớt đi sự lỗi lầm thì từ đâu mà chúng ta sanh ra những sự lỗi lầm? Sáu căn. Đại chúng để ý coi, có ngày nào mà chúng ta thấy mà chúng ta không nói không? Có lúc nào chúng ta hiếm khi nào mà thấy mà không nói, nghe mà không nói, ngửi mà không nói, nếm mà không nói, xúc chạm mà không nói, mới nói con chuyện thôi, chứ chưa nói là tác ý nữa. Cho nên có nhiều khi mình nhìn đè nè coi kìa, đó rồi đó, được coi vậy được không? Cũng phải kiếm cái gì đó để chúng ta phân biệt hay dở, rồi khiêu móc người kia người này để đồng tình
với cái bất đồng của mình. Đó, cho nên thấy cũng nói, rồi nghe có nói không? Nhiều khi mình nghe xa xa thôi cũng nói, vì mình nghĩ mình có thần thông. Có nhiều khi mình nghe xong người ta nói đó, trời ơi, bởi chị thấy không, Phật độ đó, cho tôi nghe hết mấy cái chuyện đó để tôi biết. Và mình nghe những cái phiền não mình cho là Phật độ cho mình, hộ pháp khiến cho tôi nghe mấy chuyện đó. Mình nghe để mình phiền não, mình nghe để mình bình an. Cho nên đó, cái con đường mà chúng ta giúp cho chúng ta giảm đi lỗi lầm là chúng ta thu góp. Ví dụ như mình một ngày á, mình không có tụng kinh thì mắt mình không có tiếp xúc với lời kinh, miệng mình không có đọc kinh, ý mình không có tác ý vào lời kinh, thì một giờ đó mình tiếp tục phóng túng buông trôi. Nhưng mà giờ mình tụng kinh, mặc dù mình còn lo nghĩ lo xa lo ra dữ lắm, tụng bạn hỏi nghĩ này, tụng bạn hỏi nghĩ kia, nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn đỡ hơn là suốt một giờ đồng hồ 60 phút mà phóng. Đằng này mình phóng nhưng mà lâu lâu mình vẫn còn kéo nó về, giống như là mình dẫn con trâu mình đi, dẫn con trâu mà đi ra ruộng đồng, nó cứ dùng dằn, nó muốn qua cái cỏ nhà người khác, mình lấy cái tay mình giật nó lại. Cũng giống như mình dẫn con chó đi chơi mà nó chạy xa quá, mình kéo nó lại. Thì mình chăn cái tâm của mình mỗi ngày, chăn cái sáu căn của mình mỗi ngày cũng không có khác như vậy. Có một cái bài kinh đó, Đức Phật nói về ngài Nan Đà. Nói Đức Phật nói á, nếu mà nói trên đời này á, người đẹp trai á, không phải nói tới ngài Nan Đà. A Nan khác, Nan Đà khác nha. A Nan là thị giả của Phật, nhưng mà Nan Đà đó là anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Mà ngài Nan Đà cũng không có kém gì sắc đẹp của Đức Phật. Đức Phật mới nói, rồi Đức Phật mới nói, nếu mà nói về mà gọi là rơi vào những cái chỗ là đấm nhiễm sáu căn, ngài Nan Đà có đủ hết á. Nhưng mà có một cái hay là ông nhiễm rồi ông biết tịnh, ông bị lỗi lầm rồi ông biết chỉnh đốn. Cho có cái bài kinh đó, cho Pháp Hòa có nói cái bài đó, nó gọi cái tên là trước dở sau hay. Mình tu là trước dở sau hay. Ví dụ ở đó mình không biết tụng kinh, cái giọng tụng nghe kỳ lắm, nhưng mà mình đi theo chúng mình tụng riết, tụng ngân nga riết, giờ nghe cũng được, không dám gọi là hay mà nghe được. Người chết chưa có chê, người sống là còn phân biệt rồi, nên còn chê tụng dở tụng hay, chứ hồi nào giờ chưa nghe người chết chê là ok rồi đó. Tụng sao mà người chết ngồi dậy nó tụng dở là mệt á. Cho nên á, cái bài kinh này Đức Phật dạy làm sao để chúng ta có cái thắng tấn, để chúng ta giảm, tránh đi được những cái lỗi lầm. Thưa đại chúng, mà mỗi ngày chúng ta lỗi lầm, lỗi lầm này không phải là chúng ta làm gì lớn lao, nhưng mà bởi vì sáu căn mình cứ buông ra, cứ mở ra. Cho nên rồi mỗi ngày chúng ta sống, quý vị nhớ cái bài sám mà Phật Đản, Khánh Đản mà khi chúng ta tụng, cái bài đó là của cụ Chơn An Lê Văn Định, cụ viết: đệ tử hôm nay gặp ngài Khánh Đản, một dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ mười phương tam thế. Đó là bài của cụ Chơn An Lê Văn Định. Rồi ngay cả cái bài sám Vu Lan: đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan. Đó cũng của cụ viết đó. Rồi cái bài sám thành đạo đó: hào quang chiếu diệu sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường phá màn hôn ám, đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa, cúng dường Phật Tổ Thích Ca. Đó cũng là của cụ viết. Và khi mà cụ viết những cái bài đó thì quý hòa thượng của mình thấy những cái bài này ngắn gọn mà xúc tích ý nghĩa, cho nên nó đưa vào các nghi thức trong các cái ngày lễ lớn. Và quý vị thấy một cư sĩ mà cũng có thể viết được những bài kinh như vậy, thì trong cái Phật tánh thì đâu có phân biệt đó. Mà ai có thể khả năng đóng góp vào công cuộc hoằng pháp đều có thể làm được. Ví dụ mỗi ngày mình đưa mắt của mình nhìn để mình phóng tâm, thì bây giờ mình phải tập lại nhìn Phật. Thường thường mình á, mình nhìn mấy cái xe này xịn nha, nhưng mà mình nhìn Phật mình nói sao, tượng Phật này trang nghiêm, thì cũng là một hình thức phân biệt.
nhưng mà nó ở trong cái phạm vi lành thiện. Nó phạm vi lành thiện. Ví dụ như là đó, mình thích mua áo dài màu này màu kia, kiểu này kiểu nọ, giờ mua áo tràng thôi cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói đến cái chỗ rốt ráo thì con cái áo tràng mặc là đủ rồi. Nhưng mà mình chưa đạt đến cái chỗ đó, phải không? Cái áo tràng nào tốt nhất, đẹp nhất phải khá khá để đi chùa. Rồi áo tràng nào mà mỏng mà dễ giặt, mau khô để đi khóa tu. Mình cũng phải sắm đủ nữa. Rồi đi chùa mùa hè mặc cái nào cho nó mát, mùa đông mặc cái nào cho nó ấm. Thì cũng không sao, nó cũng phạm vi đó thôi. Thì có một cái chú đó, chú mới nói thầy đó đó, ổng đi đâu cũng mua chuỗi hết á. Ông bà nói thôi kệ đi, thầy mua chuỗi chứ thầy có mua. Thầy, nếu mà thầy mua dây chuyền, thầy mua cà lá thầy theo á thì mình mới mệt. Còn giờ thầy thích chuỗi mà, thầy vẫn còn thích chuỗi mà, thầy mua, thầy thấy ai cần ai thích thầy có thể tặng người đó thôi cũng được. Có nhiều khi mình sắm áo tràng vậy chứ mình thấy người nào người ta thích mình cũng có thể tặng người ta cái áo tràng đó để mình khuyến tấn người ta. Cho nên á, Đức Phật dạy á, có một cái pháp là chúng ta phải ba pháp gọi là hộ trì sáu căn, tiết chế ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Hộ trì sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Không ngày nào mình không làm việc, nhưng mà xưa nay mình làm việc bằng những cái tâm thức phân biệt tốt xấu, chê khen. Bây giờ chúng ta đưa nó trở về, chúng ta nhận nhiều hơn là chê khen. Ví dụ như hồi đó nội cái chuyện mình ăn thôi, quý vị thấy nội cái ăn của mình có rắc rối không? Đủ thứ hết. Nội cái món dessert thôi, món ăn tráng miệng sau bữa ăn thôi, qua chừng quá đó. Chè, bánh, đủ thứ hết. Nói cái đó không phải là sai nha, cái đó không phải là sai. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng nếu chúng ta không có tiết chế thì chúng ta bị nó lôi, chúng có gì hết. Ví dụ bây giờ mình sức khỏe không có, thôi thì bây giờ hồi còn khỏe mình thích nấu ăn, bây giờ lớn tuổi sức khỏe không có làm loạn lại. Miễn sao mình ăn đủ sức khỏe, đủ dinh dưỡng để mình tu là tốt. Còn cái chuyện mà cầu kỳ món này món kia thì để cho những người ta khỏe hơn ta lo. Còn nếu không thì mình mất thời giờ rất là nhiều cho những cái công việc ăn uống. Ngay cả bây giờ quý bác có thấy là mình lớn tuổi rồi mình càng thích đơn giản không? Hồi đó mình còn trẻ thì khác, phải không? Bây giờ già rồi hình như mặt tới mặt luôn cũng mấy cái à. Tại sao? Tại vì mình muốn đơn giản quá cái tâm. Mình muốn đơn giản. Như vậy thì ở đây Phật không gọi là chúng ta buông xả. Chưa, bởi vì mình còn sống trong đời. Cái mà Đức Phật chỉ muốn chúng ta là gì? Ở cái mặt tiết chế. Chữ tiết là gì? Đừng quá mức. Đừng quá mức thôi. Cho nên cái pháp mà quán về ăn uống đó, năm cái lúc mình ăn đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, công phu lao tác. Mình phải thấy rằng ăn uống này là biết bao nhiêu công sức người ta làm đó. Mà khi thấy công sức của nhiều người làm nên thì chúng ta không có dám khen chê nhiều. Chúng ta phải quan tâm cái cảm giác của người khác khi chúng ta phê phán. Nếu không á, mình phê phán mà mình không có cần quan tâm cái cảm giác của người nấu, ta nấu cực khổ, trời oi bức, người ta ngoài sân người ta nấu cho mình ăn, mình không một chút gọi là trân trọng, phán một câu ngon dở, tự nhiên mình làm cho cái cảm giác đó người đó bị hurt. Mình tiếng người Mỹ gọi là mình hurt cái feeling của người khác. Tại sao mình cũng có cái feeling là anh này ngon thì dở? Và nếu mà ngược lại, nếu mà người ta nói thẳng vô mặt mình cái mình nói là sao, làm gì dữ vậy, thì dở tôi nói dở chứ, phải không? Thật ra mình cũng phản ứng lại, mà mình lúc nào mình cũng bào chữa như vậy thì rõ ràng mình thiếu đi cái tâm phục thiện, thiếu đi cái tâm tiết chế. Cho nên ở đây á, chúng ta không dám nói là chúng ta buông xả, nhưng mà ở đây chỉ nói là chúng ta cố gắng, chúng ta tiết chế là gì? Mình phải biết hạn chế lại. Một là về sức khỏe,
hai là ở mặt tuổi tác. Có thể mình còn trẻ nhưng mà sức khỏe mình không có, thì mình cũng nên tiết chế những món ăn. Quý vị thấy người Mỹ á, tại sao họ béo phì? Là vì họ rất ăn đồ rất là nhiều chất, chất béo. Mà ăn nhiều chất béo mà họ lại không uống trà, họ không uống nước ấm trong khi ăn, mà họ lại uống nước ngọt, rồi có nước đá. Mà cái đó mày vô là những cái món ăn dầu mỡ vô là nó đông lại, nó đâu có tiêu hóa, thì nó làm cho họ béo phì. Còn mình ăn mà mình có uống nước ấm, mình uống nước trà, một phần nào nó cũng làm cho mình tiêu giảm cái chất béo đó đi. Rồi mình có tập thể thao, mình có làm việc, họ ăn chất béo cũng hơn mình, ăn ngọt cũng hơn mình, phải không? Thành thử ra ví dụ bây giờ mình thấy lớn tuổi rồi, mình giảm được cái tinh bột là tốt. Để chi? Để mình không có quá béo phì. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc á, ông thích ăn những cái món béo bổ đó mà ông bị béo phì. Mà đến gặp Phật á, ông hì hục, ông mệt, ông ngồi thở dữ. Thì Phật mới nói với hoàng hậu vợ của ông với lại công chúa, về nhà chịu khó coi sóc ông ăn chút. Cái ông này khó lắm, mỗi lần mà ăn mà mình tới mình kiểm soát, ông nói trẫm là vua mà ăn uống cũng bị kèm kẹp, phải không? Thì Đức Phật mới nói khi mình tiết chế là mình thấy nó có một cái kết quả nó khác. Cũng giống như mình bây giờ, hôm nào quý vị thích ăn cái đó mà mình thấy mình mệt, ăn của mình mệt, giờ thử bữa nào mình tiết chế mình giảm rồi thấy khác liền. Nhất là buổi tối đó, giảm ăn tối được là tốt. Mình ăn tối nhiều đâu có tốt, tại thứ nhất không tiêu hóa, làm cho mình mập, làm cho mình bệnh chứ còn không tốt. Cho người ta mới nói buổi sáng là ăn cho mình, buổi trưa là mình ăn cho chủ, buổi tối là mình ăn cho bệnh viện. Buổi sáng là mình ăn cho mình là gì, 8 tiếng đồng hồ mình ngủ dậy đó, mình ngủ dậy là cái bụng mình nó trống, cái bao tử mình nó trống rồi. Mình ăn lúc đó là bao nhiêu chất bổ dưỡng nó tiếp thu rồi là đủ năng lực cho một ngày làm việc. Còn buổi trưa lý do mình ăn là chi? Để đủ sức khỏe đi đi làm. Vậy rõ ràng mình ăn cho chủ. Nhưng mà buổi tối mình ăn bệnh hoạn nhiều. Ví dụ buổi tối buổi chiều có ăn thì cũng ăn vừa chừng. Bữa nào mà vui lắm hay lâu lâu có một cái tiệc gì đặc biệt mình ăn quá no. Chứ còn ở nhà mình thì mình nên ăn vừa chừng để mình không sanh bệnh. Đó là mình tiết chế về ăn uống, tiết chế về sáu căn. Tiết chế sáu căn là gì? Sở dĩ cái căn của mình á, nó nhìn, nó giao tiếp cho nên nó không nhịn được. Nó có liên hệ với nhau. Nó có liên hệ với nhau. Nên là ngày ăn chay mà không có tiết chế, con cái nó mua về mùi thơm thơm mà mình tới gần gần coi, ảnh hưởng đó. Nhiều khi nhịn quá chịu không được, mà ngày mai biết 16 ăn mặn là cầm chén lại đưa, nó để dành má ăn miếng không ai má ăn. Ăn chay ngày rằm đó mà thấy cái món đó ngon mà hôm nay tại ăn chay mà ăn không được cho nên xin nó lại miếng để mai ăn, không có tội. Nhưng mà ở cái mặt là mình thấy rõ ràng là căng trần mình bị lôi kéo, căng trần mình bị lôi kéo, mắt thấy là mình bị lôi kéo. Cho nên ở cái mặt ăn uống mà sở dĩ chúng ta một phần là chúng ta khó mà tránh được là gì? Mắt thấy, mũi ngửi, miệng nếm. Mà hãy mũi ngửi mà mắt thấy là buộc lòng phải, chưa dám nói ăn cho nếm miếng. Mà nếm mà ngon rồi thì sao? Thịt. Rồi ví dụ như có những món này ăn thử ngon rồi bắt đầu sao? Lấy thêm, lấy nhiều, mà đôi khi quên người xung quanh. Lấy thêm lấy nhiều mà quên người xung quanh thì bắt đầu cái gì nó khởi? Tham dục nó khởi. Cho nên cũng sáu căn này mà sanh ra rất nhiều những cái lỗi lầm, những cái lỗi lầm mà người ta khác người ta thấy. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái gì mình thích coi, quý vị mà đi mua hàng quá ha, mà bước vô mà thấy cái món mình thích biểu lộ liền, con mắt mình trố ra, wow gì đó ha, mà dở lên cái giá mà thấy mà rẻ mà hơn mình expect nữa là biểu lộ. Cái người bán thấy rồi, người bán thấy rồi, người bán sẽ giam giá. Tại vì người bán thấy được cái thích của mình. Cho nên là cái nghệ thuật đi mua đồ là nhiều khi là thấy có thích đi nữa cũng không biểu lộ, để người ta không có câu giá với mình. Tại nếu quý vị thấy rõ ràng, con mắt mình thấy là nó biểu lộ lên liền. Cho nên ở đây á,
trong cái bài kinh này Đức Phật không nói là chúng ta buông xả, nhưng mà làm sao chúng ta bỏ mắt tai mũi miệng được? Có điều là chúng ta phải tiết chế. Mà nhớ là khi tiết chế được 6 căn thì nhất định sẽ tiết chế được ăn uống. Tại vì một phần mình ăn uống không có được tiết chế cũng một phần do 6 căn mình nó phóng. Mũi ngửi mùi thơm mình thích, miệng nếm mùi ngon, vị ngon mình thích, mắt thấy hấp dẫn mình thích, đó là mới nói thức ăn, chưa nói những cái khác. Cho nên Đức Phật dặn là một phần là tiết chế 6 căn, một phần là tiết độ trong cái vấn đề ăn uống. Tại sao Đức Phật gọi là tiết độ? Điều độ. Cho nên để bảo đảm đời một cái vị tu ăn vẫn phải ăn, nhưng mà ăn trong tiết độ. Cho nên Đức Phật chế ra cái bình bát, Đức Phật chế ra cái bình bát để cho tất cả các vị xuất gia có một cái bình bát để đựng thức ăn. Mà tại sao gọi là bình bát? Bởi vì chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ là bát đa la. Mà chữ bát đa la là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là gì? Là một cái dụng cụ đựng thức ăn đủ theo cái độ ăn của mình, gọi là cái lượng ăn của mỗi người, cho nên gọi là bát. Thế thì khi mà quý thầy nói, quý vị nghe quý thầy nói cầm bình bát, thì cái chữ bát là gì? Bát nghĩa là một dụng cụ đựng thức ăn đúng cái độ ăn của mình. Ví dụ bây giờ người ta, mình đi ngang người ta đổ cúng thức ăn vô, nhưng mà đem về nhiều quá mình ăn đâu có hết, thì mình lại chia thức ăn đó ra cho người khác rồi chừa. Mình ăn đủ bao nhiêu trong bình bát này thôi, còn dư bao nhiêu mình phải chia sẻ cho người khác. Để chi? Để mình không có quá no. Mà quá no ăn không hết thì lại bỏ. Mà bỏ thì sanh để làm phạm cái lỗi là phung phí. Mà ăn không hết mà vẫn để đó là phạm vào cái lỗi là tham. Có dư mà không chia, rồi bỏ hoang là phung phí. Rồi lâu ngày nó thành ra cái tập nghiệp. Thay vì huân tu thì mình lại huân cái nghiệp. Huân cái nghiệp là phung phí, bỏng sẻn, ích kỷ. Cho nên mỗi người tu có một bình bát. Rồi mỗi người tu, thiệt sự bây giờ mà nói mỗi thầy có 3 y là hơi ít. Thầy nào cũng hơn 3 y hết. Nhưng mà đúng ngày xưa Phật dạy là mỗi thầy chỉ có 3 y một bình bát. Mà ngày nay mà chúng ta hơn 3 y là chúng ta thấy là mình hơn rồi gì nữa. Bây giờ mình nhìn lại mình không có người nào mà gọi là đúng, gọi là đủ, ai cũng hơn không à. Mà nếu mình không có biết dừng lại nữa thì mình lại càng khổ nữa. Thôi bây giờ mình nghĩ mấy chục năm nay mình mua sắm vậy cũng đủ rồi. Bây giờ nhìn lại cái tủ áo mình đã mặc quanh năm chưa giáp nữa. Thôi giờ thay vì cái tiền mình phung phí mình đi mua để dành làm việc khác. Thế thôi, chứ không có. Sự tu của mình là chúng ta biết tư duy. Cái này Phật gọi là tỉnh giác, chú tâm tỉnh giác. Thấy mình đủ chưa? Dạ đủ rồi. Bây giờ có muốn mua nữa không? Dạ muốn lắm, nhưng mà thôi không cần thiết. Không dám nói là không muốn, dạ muốn. Nhưng mà biết dừng ở ngay cái muốn đó. Bây giờ á, có 5 cái pháp để làm sao chúng ta có thể tiết độ được cái đó. Một là mình phải thực tập tứ chánh cần. Trong 37 phẩm trợ đạo đó, 37 phẩm trợ đạo là 37 thứ trợ lực cho mình đi trên con đường đạo tu tập, cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trong đó có tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là 4 điều siêng năng chân chánh. Thứ nhất, điều thiện chưa phát sanh phải nên làm cho nó phát sanh. Thứ hai, điều thiện điều lành đã phát sanh phải làm cho nó tăng trưởng, chứ không được làm cho nó lui sụp. Không? Điều thiện chưa sanh làm cho sanh, điều thiện đã sanh làm cho tăng trưởng, điều ác chưa sanh đừng để nó phát sanh, điều ác đã sanh nên làm cho nó tiêu giảm. Ví dụ như ngày xưa nè, cái sự ham muốn của mình quá nhiều, bây giờ thôi không nói là không muốn được, vẫn muốn, nhưng mà giảm chữ ham. Cái đó là tu đó. Hỏi à, anh còn muốn ăn không? Dạ tôi đói bụng, tôi muốn ăn.
nhưng tôi không còn ham ăn nữa, ăn lấy no thôi. Và tôi biết cái món này tôi rất thích, nhưng mà hãy ham ăn là tôi bị phát ách. Và ham, chính vì ham ăn tôi đã lấy quá nhiều và quên đi những người phía sau, phạm lỗi ích kỷ. Và ăn quá nhiều cho nên tôi mang cái lỗi ham ăn, và sau đó mang một tâm sự hối hận là vì ăn vô thì dễ mà đưa ra thì khó. Quý vị thấy muốn giảm mập đâu phải dễ, mà nhất là tuổi càng lớn giảm càng khó. Nó trẻ nó ăn nhiêu cũng được, tại vì sao? Cái tiêu hóa nó dễ, còn mình bây giờ cái bộ tiêu hóa rất là yếu. Ăn cái gì mà yếu yếu, không có đúng cái bao tử, cái đường ruột của mình nó ở trong đó cả ngày. Và mình phải tự thấy được mình mà chúng ta tiếp nhận. Mình có cái tật á, là khó quên. Cái gì mà ai nói mình một cái câu mà hành xử mình cái gì là mình không quên, thì thôi bớt nghe mấy cái đó. Nghe rồi không quên thì nghe làm gì? Cho nên á, cái điều ác chưa sanh đừng để nó sanh, điều ác đã sanh ráng làm cho nó tiêu giảm. Tứ chánh cần. Bước thứ hai, tiết chế ăn ngủ nói. Tại sao? Ăn nhiều bệnh chứ đâu có lợi. Ngủ nhiều mất dấu, ngờ u ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi. Giảm ăn, không có nói là không ăn nha, không nói là không ngủ nha, ngủ đủ thôi, ngủ vừa đủ thôi, thậm chí thiếu thiếu một chút cũng sao. Thiếu một chi để lỡ tối nằm xuống ngủ khò không có phải suy nghĩ. Bớt ăn, bớt ngủ, bớt nói. Mình nói nhiều nó hao khí, suy nghĩ nhiều nó hao thần, sống buông lung nhiều tiêu hao năng lượng. Con người nó có ba phần tinh khí thần, mà một người mà sống mà buông lung thì hao tinh, nói nhiều là hao khí, suy nghĩ nhiều hao thần, gọi là ba cái điều mà quý báu của con người mà nếu chúng ta tiêu giảm hết. Cho nên á, mình nói nhiều nhưng mà nói cái gì? Từ ngày xưa các vị mới nói người nói ít, hay là người ít nói, không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Quý vị thấy Đức Phật vẫn nói nha, sáng đi khất thực, về độ ngọ nghỉ trưa, buổi chiều giảng đạo cho chư tăng, buổi tối khuya đại chúng ngủ, Đức Phật tiếp giảng pháp cho chư thiên. Trên một ngày Đức Phật ngủ cũng ít, và Đức Phật chia giờ ra làm việc. Cho nên để mà mình giảm đi được cái sự tăng trưởng, được sự tinh tấn của mình đó, thí dụ mình ham nói quá, nhiều khi là ham nói quá cái quên giờ tụng kinh, mình ham nói quá cái thiền sao nó thôi cũng sao đâu, sẵn bữa nay lâu quá mình không được nói chuyện, mà đề tài này nói chưa xong, tụng kinh lát tôi tụng cũng được, cái là bắt đầu mình dính vào cái nói đó, cái mình quên cái thời khóa của mình. Thứ ba, phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phòng hộ thôi. Thí dụ như mình nhìn nó, mình thấy, mình khởi tâm, thôi, mình nên giảm lại. Thích đi shopping quá mà hãy thấy là phải mua. Là bây giờ nếu mà mình á, vừa thấy nó, mình đưa tay vô, mình sờ, mình hỏi giá, mình mua thôi. Giờ thấy sờ, khen đẹp được rồi, đi ra, thôi không mua, đỡ lắm á. Kêu nó đi ngang thôi đừng nhìn, khó lắm. Thôi giờ cho nhìn nha, window shop. Rồi cho xúc chạm nha, rờ một cái đi. Nhưng mà rốt cuộc rồi thắng là được hết á. Cho nên á, trong năm cái tâm thiện đó, dục, thắng, mình ham, nhưng mà mình có cái thắng, mình thắng được cái dục. Chứ còn con người mình sao không có dục, nhưng mình thắng được cái dục là mình tốt. Mình còn giận không? Còn. Không dám nói hết giận, còn giận. Nhưng mà ngày xưa giận là nói, bây giờ giận xong rồi biết dừng lại ngay cái chỗ đó, giây phút đó, kéo lại chút. Còn ganh tị không? Còn. Nhưng mà hồi xưa ganh tị là ra mặt á. Hồi xưa ganh tị là nó hiện ra lời nói đó.
bây giờ còn trong này, biết nó còn, giảm nó lại, con mắt không còn lộ cái đó nữa, cái miệng không còn cái cách nói đó nữa, đỡ lắm. Chứ không nó hết, tiếc ghê. Thứ tư là gì? Khoan thai thư thả. Khoan thai là sao? Không phải lúc nào cũng từ từ nha. Lúc không cần gấp gáp gì phải tập khoan thai. Cho nên cái người mà khoan thai nó biểu lộ ngay tiếng chuông, thưa đại chúng. Cái người mà khoan thai thỉnh một tiếng chuông nghe nó khoan thai, nó ngân nga nó. Còn cái người mà vụt chạc, cái người mà nóng nảy, cái người mà tâm chưa thuần, nó hiện lên tiếng chuông. Và mình đứng đó mình cảm giác được ông này đúng là nghĩa là gõ chuông nè, ông này đúng nghĩa là đập chuông nè, đánh chuông nè, chứ không phải là thỉnh chuông. Tại vì cái từ chúng ta dùng là thỉnh chuông, nghĩa là cầm cái dùi chuông thỉnh từng tiếng, để cho tiếng chuông nó ngân lên, nó làm cho lòng người lắng xuống. Còn ổng làm sao mà nghe râm beng beng mà mình cảm, đứng đó mình tụng kinh mà ông này ổng gõ chuông là đúng nghĩa nè, ông này ổng đánh chuông nè. Và thậm chí ổng làm hồi ổng đập chuông, ổng dích cái chuông văng xuống ta. Tại vì ổng cứ nhắm mắt, ổng cứ quệt ta. Cho nên thỉnh chuông cũng quan trọng lắm. Tại vì cái tiếng chuông nó biểu lộ lên được cái tâm thức của con người. Tiếng mõ cũng vậy. Cái người nào mà tâm chưa có thuần tịnh lên, thỉnh tiếng mõ nghe biết liền à. Những thầy mà ta trong nghề á, cũng giống như quý vị là ca sĩ á, mà cái người ta đánh nhạc là tôi biết ông này tai đàn dở, mình không nghe không biết gì hết á. Cũng vậy, quý thầy mà lên tụng kinh á, hai cái ông chuông mõ ông thỉnh là mình nghe mình biết hai ông này thuần hay là không thuần. Phật tử dưới đứng đâu biết gì đâu, cứ nghe cốp cốp lâu lâu beng beng là quý Phật tử cứ ok thôi. Nhưng mà quý thầy trong nghề, quý thầy nghe, quý thầy biết tâm vị này chưa thuần, chưa đạt. Cho nên ngày xưa các tổ, các hòa thượng á, muốn biết tâm đệ tử mình á, là các ngài để ý tâm đệ tử mình từ cái nhang khi họ cắm, từ cái bước chân của họ khi họ đắp y, từ cái tiếng chuông, tiếng mõ của họ, và thậm chí ngay cái lời kinh của họ, mình nghe mình cũng cảm được cái tâm của họ. Tại sao? Tại vì cái tướng của họ nó biểu lộ ra từ cái tâm. Cái người mà người ta tâm thanh tịnh, lắng lòng thâm nhập lời kinh, tiếng tụng kinh nó khác. Cái tiếng tụng kinh nghe nó tha thiết, nó không có áo não, nhưng mà nó tha thiết, nó có cái sự chí tâm ở trong đó. Còn người mà tụng lấy khó, lấy giọng, lấy âm, tụng nghe, nghe kinh thôi, chứ chưa có phải là lời kinh hay là tiếng pháp. Một bản nhạc ai cũng hát được hết, nhưng mà diễn đạt được cái cảm xúc của bản nhạc hay không là tùy theo cái tâm của người ca sĩ, trái tim của người ca sĩ họ diễn đạt bản nhạc đó. Ai cũng biết bài Bông Hồng Cài Áo hết, nhưng mà ca sĩ nào hát bằng trái tim mình nghe khác, ca sĩ nào chỉ hát lời nhạc, âm điệu của nhạc nghe khác. Tại vì họ diễn đạt nó chưa tới. Khoan thai thư thả. Và cái cuối cùng là gì? Tinh tấn giác niệm. Quý vị nhớ Đức Phật dạy mình ba điều nha, là trong cái bài kinh này hôm nay Hòa nói đó. Ở cái chỗ tinh tấn, gọi là thắng tấn đó, một là tiết chế sáu căn, hai là tiết độ ăn uống, ba là chú tâm tỉnh giác. Cái này rất là cần. Vì nếu chúng ta không chú tâm tỉnh giác thì ăn uống sẽ bị lôi kéo, giận tức sẽ bị lôi kéo, rất nhiều thứ bị lôi kéo vì chúng ta thiếu sự chú tâm tỉnh giác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị lái xe trong cái con đường này, thiếu chú tâm tỉnh giác là lái over speed. Mà over speed là mình sẽ có cái tích kịch, và thậm chí mình còn tạo tai nạn do lái xe không để ý. Cho nên tại sao mình treo tượng Phật trong xe? Treo tượng Phật trong xe không phải để Phật phù hộ cho mình không tai nạn, mà cái tượng Phật đó là một hình ảnh nhắc mình slow down con. Lúc mình lái nhoái nhanh là Phật lắc dữ lắm. Lái nhanh chừng nào Phật lắc chừng đó, mà Phật lắc chừng nào Phật nói slow down, slow down. Mình mua cái keo mà hai mặt mình dán Phật, mà mình lái sao mà Phật ngồi Phật lắc nửa lắc nhiên. Mà mình thấy Phật lắc kiểu đó mà mình vẫn chưa slow down, vậy thì mình chưa phải là người để Phật trong xe.
đừng nghĩ rằng mua tượng Phật để trong xe là Phật phù hộ mình không có tai nạn nha. Thậm chí mua Phật ba mặt luôn để ông coi ba hướng, thậm chí gắn trước tượng sau tượng hai hông hai tượng mà vẫn tai nạn mỗi năm. Trên cái ý niệm là treo tượng Phật trong xe không phải như vậy, mà treo tượng Phật trong xe Phật là tỉnh giác. Vậy thì treo tượng Phật là nhắc nhở chúng ta tỉnh giác lái xe. Một là phải xích beo, hai là phải lái kỹ, ba là phải ngó. Vì cái kỹ thuật lái xe và cái tỉnh giác lái xe là muốn sang lên là phải bật đèn, phải ngó sau, ngó trước. Tôi hệt như lái xe, sống mà không có ngó trước, ngó sau, không có bật đèn xi nhan, đụng rầm rầm hết. Muốn nói chơi mà không ngó trước, ngó sau, chỗ nào nên nói, người nào nên nói, câu chuyện nào nên nói hồi, nói chơi thành ra gây lộn. Bởi vì nói mà không ngó, cái người đó người ta đang ở trong tình trạng đó, tại sao mình đem chuyện đó ra mình nói chơi? Mình không để ý mà người ta cảm nhận là mình đem người ta ra để mình làm cái câu chuyện cười, giận hờn với nhau. Mà vì chúng ta thiếu chú tâm tỉnh giác. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa đang ngồi ghế này nè, là Pháp Hòa đứng dậy, Pháp Hòa thưa gì với đại chúng, cái một đạo hữu đứng sau thấy thầy có vẻ chật chội quá, rút cái ghế ra mà không báo. Ông thầy cũng sáng sát ngồi xuống đi, đẻ cái rập. Mới sáng đi chứ đâu. Sáng Pháp Hòa vô phòng và ngồi và đọc sách. Thế thì Pháp Hòa đứng dậy lấy đồ cái chú thị giả, chú thấy vậy chú rút cái ghế mà. Mình thì chú là có cái tâm tốt, là chú nghĩ là mình chuẩn bị ra giảng rồi, thôi chú rút cái ghế ra cho mình trống đường mình đi. Trời đất ơi, mình là không để ý, tưởng đâu là cái ghế nó còn. Ngồi xuống chổng cắn lên trời. Cho nên quý vị biết á, cái chú tâm tỉnh giác á mà nhà Phật dạy chúng ta rất là quan trọng nha. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng thấy là nghe chú tâm tỉnh giác nghe tiếng chuông. Cái người mà thỉnh chuông á, không phải là cầm cái dùi lên là quện nè. Cái người muốn thỉnh chuông là cầm cái dùi chuông lên là phải nhìn cái dùi chuông trước. Mình nên thỉnh chuông ở cái góc nào của cái dùi chuông này. Nếu mình không để ý cái đường chỉ này nè, đường chỉ may vải này nè, mà mình cứ đập nó vô đây vậy nè, là cái thành này nó cắt đứt chỉ. Cho nên cái mặt may nó phải hướng về mình. Và đồng thời có nhiều khi người ta bó cái dùi chuông nó không có đều, nó bị lệch giải. Cho nên mình phải để ý cái chỗ nào độ dày của nó có, để không phát tiếng chuông nghe nó chát. Rồi trước khi thỉnh chuông là mình phải nhập chuông. Trước khi thỉnh là phải nhập vô chuông 2 tiếng. Cũng giống như trước khi mình sang lên là phải bật đèn. Và đồng thời bật cái đèn hông lên rồi là phải ngó cái kiến hậu, ngó bên hông rồi mới sang lên, để không có gây tai nạn. Và quý vị thấy là phần nhiều là chúng ta đụng xe là gì? Chúng ta quẹo trái, ở đằng kia đèn vàng không ngừng nó đi tới, vì họ nghĩ rằng họ có quyền, họ vượt cái đèn đó. Và mình nghĩ rằng mình có quyền quẹo trái, cho nên ai cũng nghĩ có cái quyền đó hết. Thiếu chú tâm tỉnh giác. Sống trong gia đình cũng vậy thôi. Chồng cũng nghĩ tôi có quyền nói, vợ nói bộ tôi không quyền sao. Thì hai cái quyền nó đi theo nhau thì gì? Đấu quyền. Thì bắt đầu chưởng. Thì nó sẽ có chuyện thôi. Cho nên từ việc tu hành trong đời sống hàng ngày vân vân, nó đều phải có sự chú tâm tỉnh giác. Rút cây nhang ra trước khi mình thắp cây nhang đó, nhìn cây nhang cái coi cây nhang có bị cong không. Nếu mà cây nhang mà cong thì không phải cầm bẻ cái rắc, mà phải lấy cái tay này mình chỉnh cái xương, cái xương của cây nhang, mà lấy cái bàn tay mình chỉnh, chứ không phải lấy tay bẻ. Chỉnh là khác, bẻ là khác. Chỉnh là mình phải lấy cái tay mình để vô cây nhang vậy, là mình chỉnh nó từ từ vậy nè, mình nương từ từ vậy nè. Còn mình bẻ nó là mình cầm mình làm cái rắc, vậy là cái nhang nó gãy luôn. Thay vì mình muốn chỉnh, cuộc sống này cũng vậy. Thấy ai sai không chỉnh mà bẻ không à. Rồi hãy nó khi mà đụng chuyện nha, tôi muốn chỉnh, mình không biết chỉnh. Chỉnh là phải nương mới kêu chỉnh chứ. Còn nếu cầm trên đầu người ta bẻ là kêu gãy rồi. Bẻ gãy rồi. Hãy chỉnh cái,
khi mình mặc cái áo rồi, áo tràng mặc xong rồi lấy cái tay nè chỉnh. Quý thầy đắp y xong rồi chỉnh, ra đi washroom xong rồi, trước khi ra khỏi nhà vệ sinh phải chỉnh. Có cái bài kệ chỉnh y thúc đái, đưa nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất. Đi ra khỏi nhà vệ sinh mà làm sao nó còn dọn cục. Mà nếu mà mình là người nam mà để cho một người nữ tới lại kéo áo mình xuống quê lắm. Mà người nữ mà để một người nam mà lại kéo áo mình xuống quê lắm. Cho nên trước khi ra khỏi nhà vệ sinh phải chỉnh. Đại chúng có thấy ngày nào mình cũng chỉnh không? Trước khi ra khỏi cửa đứng ngay kiếm một cái, chỉnh tóc một cái, chỉnh môi một cái, lỡ uống nước ăn gì nhớ chỉnh, không đã lem. Ngày nào mình cũng chỉnh hết. Tôi có cái bài kệ khi mà mình chỉnh dây lưng quần, chỉnh y phúc đái, chỉnh cái sửa cái áo mình lại, làm cái quần mình nó ngay ngắn lại, để cầu cho chúng sanh cũng giống như là kiểm buộc thiện căn, hãy nên kiểm cột cái căn lành của mình, không để nó mất, bất linh tán thất, không khiến nó bị mất. Như vậy rõ ràng cái sự mà chú tâm tỉnh giác là cái điều rất quan trọng, có thể nói nó là căn bản của sự tu hành. Nó là căn bản của sự tu hành. Nó nghe mình chỉnh. Mặc áo tràng xong phải chỉnh, đắp y xong phải chỉnh, khi mình ngồi xuống tụng kinh phải chỉnh. Ngồi rồi nhớ là cái vạt áo sao không có, mình không có ngồi trên vạt áo sao. Sau khi mình xếp bàn lại, lấy cái vạt áo trước che cái chân lại, rồi mỏi quá dở cái chân lên ngồi như cái thế là ngồi chồm hổm vậy đó, đưa hai chân cho máu huyết nó lưu thông, lấy cái vạt áo tràng che cái chân đó lại. Khi mà mình ngồi xếp bàn, mình kéo chân lên á, để cái vạt áo phía trước, lòn cái tay vô trong để mà kéo chân, phải dắt cái áo lên trên cho lòi hai chân ra. Khi mình quỳ xuống lại Phật, quý thầy khi mà ngồi quỳ xuống nguyện hương, lá y phải xòe ra phủ cái chân lại. Tất cả những cái đó đều nói lên một cái ý nghĩa là chỉnh, chú tâm tỉnh giác. Mình nhìn cái tô biết nóng mà ăn không thổi, đưa vô phỏng lưỡi, thì là mình thiếu cái sự tỉnh giác. Biết cái tô nó nóng mà tại sao không thổi. Cho nên nếu mà cuộc sống chúng ta, chúng ta có để tâm cái đó thì nó có khác à. Thôi thì sáng hôm nay qua một cái bài kinh Đức Phật dạy là con đường gọi là giảm đi cái lỗi lầm ở cái chỗ là thắng tấn. Và Pháp Hòa trích một câu trong cái bài tụng của chúng ta là đại chúng huân tu hy thắng tấn. Và thế nào là thắng tấn, và thắng tấn ở chỗ nào? Kiểm thúc sáu căn, tiết độ ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Và muốn được cái điều này, chúng ta thực hiện năm thứ. Một, tứ chánh cần. Hai, tiết chế ăn uống, ngủ nghỉ nói năng. Ba, phòng hộ sáu căn. Bốn, khoan thai thư thả. Năm, tinh tấn giác niệm. Và nếu chúng ta thực hiện được một phần nào của năm cái này thì bắt đầu cái sự tinh tấn mình nó có, mà tinh tấn có kết quả. Có nhiều khi mình siêng năng rất nhiều nhưng mà kết quả không bao nhiêu hết, vì chúng ta không có tỉnh giác cái gì chúng ta cần tinh tấn, cái gì chúng ta không nên. Cho nên nếu mình tinh tấn mà không có cái chánh niệm, tinh tấn cũng nguy hiểm. Tinh tấn phải có chánh niệm. Tinh tấn cái gì và tinh tấn như thế nào để nó đúng mức, nó không làm quá lỗ. Ví dụ nha, mình muốn tu quá rồi cái lo tu, cái mình nói một câu sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, sống nay chết mai rồi,
lo tu còn quên người nhà, quên con cái, quên chăm sóc cơm nước, quên bổn phận gì. Thì mình thấy rồi cuối cùng con hư, chồng la, gia đình đổ vỡ, thì nó cũng ảnh hưởng đường tu mình rất nhiều. Mình có được ngồi yên đó mà tu đâu. Người ta cũng, người ta khi mà người ta không còn là người bình thường, người ta trở nên, người ta chống bán mình, phá hoại mình, nói trời ơi tôi tu mà tôi bị chướng ngại ma phá. Ma phá ở chỗ nào? Ở cái chỗ chúng ta không biết độ ma. Ma nó hiện, mới đầu ma nó cũng hiền lắm, nó cũng để cho mình tu, mà mình tu mà mình quên ma, lâu lâu phải cho ma ăn. Mình ăn chay, mình lo phần mình, lo người khác, thì người khác họ phải chống bán cái sự tu tập của mình thôi. Cho nên mình không có tỉnh giác chánh niệm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tu tập của mình. Thì mong đại chúng, chúng ta là những người thấy đạo, ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo, nhưng mà kiến đạo, ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo, nhưng không quên xung quanh mình còn có rất nhiều chưa thấy, chưa ngộ, chưa tu, chưa chứng, họ rất cần mình quan tâm. Rồi chúng ta hồi hướng, nghỉ ngơi. Chiều nay theo chương trình là 2 giờ mình sẽ có buổi sinh hoạt vấn đáp, thì quý thầy sẽ có giấy viết để quý vị viết những câu hỏi, rồi chúng ta sẽ có thêm một giờ sinh hoạt với nhau nữa trước khi chúng ta kết thúc buổi chiều. Xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian đến đây buổi sáng hôm nay, và mặc dù trời nóng bức mà quý vị cũng cố gắng chịu khó ngồi, đó là một sự nỗ lực tinh tấn quân tu. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thể nguyện.